Kính sườn thì dán loại sáng hay loại tối? Dạ vâng, em chào anh Giai. Câu hỏi này của anh Giai rất là hay. Em đọc comment là kính sườn nên dán loại sáng hay loại tối. Thì bên em là chuyên phim cách nhiệt. Thì dưới góc độ như bên em sẽ tư vấn cho khách hàng sao là cái giải pháp dán cái tông phim nào nó hợp lý nhất, phù hợp với nhu cầu khách hàng. Thì bác vừa hỏi là cái kính sườn này thì dán tông sáng hay tông tối đúng không ạ? Thì em xin trả lời góc độ quan điểm cá nhân và của em như thế này. Thì cái kính sườn này ấy, thì nó sẽ có rất là nhiều mã. Và cái mã từ dòng tông sáng này, tông vừa vừa này, hoặc tông tối hẳn. Tông tối hẳn là ví dụ như cái này là cái tông tối hẳn này là cái phim này bên em đang dán ấy, đó là cái phim mà mã 05, tức là cái chỉ số xuyên sáng của nó chỉ 5-6% ấy. Chỉ số xuyên sáng càng thấp thì phim nó càng tối càng đen. Thì cái kính sườn này thì sẽ phụ thuộc theo cái nhu cầu của từng người. Đa số thì bọn em sẽ tư vấn là anh em sử dụng cái mã kính trước này là mã 20, là cái tông vừa vừa, nó không sáng quá và nó không tối quá. Cái mã 20 là vẫn đảm bảo cho anh em là khi mà anh em lùi xe vẫn nhìn thấy gương, nhưng mà khi mà người ngoài nhìn vào ấy thì nó sẽ nhìn thấy hơi mờ mờ thôi. Còn ở đằng sau, khoang đằng sau, ví dụ như là anh em muốn riêng tư hơn ấy, độ riêng tư cao hơn và muốn tối hơn thì em sẽ dán những tông 05 hoặc tông 10 đó. Còn đằng trước thì anh em nên dán những cái dòng từ tông 15-20 thôi đấy. Chứ còn nếu mà đằng trước mà anh em mà dán cái tông mà 05 như này chẳng hạn thì là nó sẽ hơi bị tối, khi mà buổi tối em lùi xe hoặc đi trời mưa lùi thì hơi khó nhìn đó. Hoặc là một số bác muốn dán cái phim tông nó sáng 3-40, tức là cái chỉ số sáng của nó là tầm 35-40% ấy, là cái tông phim nó sẽ sáng hơn cái tông phim này đấy. Tông phim này, tông này em đang dán tông 20 này, tông 20 là tông vừa phải. Còn cái mã mà 35-40 nó hơi sáng, cái đấy thì nó sẽ phù hợp với những anh em gọi là mắt cận này, cũng như là nhiều chú trung tuổi, chú muốn sáng, chú không cần cái độ riêng tư cao thì mình sẽ dán cái tông 35-40 đấy. Đấy là những cái tông mã phim mà khi mà anh em khi dán phim cách nhiệt thì em nên tham khảo trước là sao. Thứ nhất là nó phù hợp với cái nhu cầu của mình. Thứ hai là sao khi dán lên thì sẽ đảm bảo là ngăn cản được cái lượng nhiệt tốt này, ngăn cản các tia hồng ngoại như UV tốt này. Và đặc biệt hơn là dán phim chuẩn chính hãng anh em nhá. Anh em biết tại sao mà xe đang có phim cách nhiệt là phải bóc đi không anh em ơi? Chắc rằng nhiều anh em xem cái video của bọn em là cứ lâu lâu lại thấy mấy ông dán phim này bóc cái phim cũ đi dán lại phim mới. Tại sao có phim rồi phải dán lại đúng không ạ? Đây, cái phim như thế này thì có cái tác dụng gì? Thực ra là những cái bộ phim như này gọi là chỉ dán cho có, dán cho đen thôi ạ. Đây, hôm nay em sẽ test cái chỉ số phim nguyên bản cho anh em xem nhá. Đây là một cái gói phim tặng mà khi mà anh em mua xe sẽ được tặng cái gói phim này. Đây, cái chỉ số IR này có 49% thôi thì dùng cái gì? Đi bảo sao tại sao cứ nóng và rát, bật điều hòa rồi nhưng mà vẫn nóng và rát. Đấy, nguyên nhân là anh em được dán tặng những cái gói phim là cái chất lượng nó kém thì cái chỉ số nó chỉ có 49% hoặc 50% cao hơn một chút, nhưng mà thực ra là như bên phim những cái gói phim mà bên em dán ấy là chỉ số của nó phải trên 90% nên dùng mới ok được. Đó. Đấy, thì trả lời cho anh em là tại sao mà xe đã được dán phim cách nhiệt phải bóc đi dán lại anh em nhá. Anh em đừng dán phim xịn nữa, bởi vì dán phim xịn xong anh em không muốn dùng cái dòng phim cách nhiệt đẻo nữa đâu anh em ạ. Dùng phim cách nhiệt xịn xong là bị nghiện anh em ạ. Đây, bác chủ xe cũng đã dán một cái gói phim là phim xịn rồi, phim 3M rồi. Đợt vừa rồi vỡ kính, lại phải dán lại phim mới, lại mất một mớ tiền đi dán lại phim 3M. Nói chung là dán phim xịn chả có cái tác dụng gì, chỉ được cái chống nắng tốt này, ngăn cản UV tia hồng ngoại tốt này, đỡ ra tay này đấy, chả tác dụng gì mà mất mớ tiền. Mà dùng phim xịn là bị nghiện đấy, nên là anh em trước khi dán phim xịn là anh em phải cân nhắc anh em nhá. Thôi, anh em thấy không ạ? Đây, anh em đi mà có cái tình trạng phim của anh em có bị như này không ạ? Bong phồng và nổ ruột hết này không ạ? Đấy, mà bây giờ thay ra thì bóc đi, không bóc được, anh em thấy bóc không? Đấy, nó mủn hết như này rồi. Đấy, đấy cái tình trạng phim kém chất lượng ấy. Không, thứ nhất là không có độ cách nhiệt, và thứ hai là dán vào xong bây giờ để nó bị như thế này này đấy. Và nổ như này thì rất nhìn rất là một trông mất rất là thẩm mỹ. Anh em nào mà dán phim cách nhiệt mà bị như thế này thì hãy ghé qua Cala Thái Nguyên, Auto 365 Thái Nguyên nhá, để bên em xử lý ngay cho anh em nhá.
bên em dán các dòng phim chính hãng của Hàn Quốc, Mỹ như Nikko, Kunlak của ba em đấy. Để tránh cái trường hợp mà anh em bị như này đó. Giải đáp cái thắc mắc cho các bác đó là các bác mà muốn dán phim cách nhiệt 3M chính hãng nhưng mà mình lại không có đủ tài chính đó, thì bên Akala bên em có một giải pháp cho các bác, đấy là giải pháp đó là cái phương pháp mic phim các bác nhá. Đó, thì mic phim là như thế nào, thì với lại những cái dòng xe thì kính lái là cái kính mà chịu ảnh hưởng nhiều nhất, thì thông thường các bác sẽ dán cho em là phim cách nhiệt 3M nhá. Đấy, 3M như bên em đang làm thì bên em sẽ làm gói cao cấp nhất của 3M, đấy là gói Crystal Ride. Thì gói phim này thì nó sẽ đảm bảo cho các bác và bảo hành cho các bác 10 năm. Đấy, thì kính lái các bác dán cho em 3M. Đấy, còn các kính còn lại các bác chọn cho em gói phim phổ thông thôi, nhưng mà nó vẫn đảm bảo được cái độ cách nhiệt và chất lượng phim nha các bác nhá. Đấy, thì các bác cứ lựa chọn những cái cơ sở mà uy tín và chính hãng để các bác dán nhá. Đấy, thì ví dụ như chiếc CLA này, đấy, thì bác chủ có dán cách nhiệt ở đằng trước này là 3M này, đấy, ở đằng sau này là sử dụng toàn bộ là phim Nikko của Hàn Quốc nha các bác nhá. Đây, đấy, em đo chỉ số phim cho các bác xem nhá. Đây là sau khi dán lên rồi, đấy, thì cách nhiệt nó sẽ là 99% này, 98-99% đúng không? Đấy, cản UV là 100%. Đó, bác chủ này có chia sẻ là lúc trước bác cũng dán 3M rồi. Đấy, bỏ phim 3M dán thì bên em sẽ bóc toàn bộ ra. Đấy, đây, đây các bác có thể thấy chữ 3M đúng không? Đấy, nhìn thấy cái chữ 3M to như này là thấy nghi nghi rồi các bác. Đấy, đây, đo chỉ số cho các bác xem nhá. Đấy, nên nhiều bác mà chưa nghiên cứu rõ về phim thì các bác có thể qua những cái cơ sở uy tín để mình dán để đảm bảo cho mình nhá. Mất tiền không bỏ phí tiền các bác nhá, không là các bác bỏ phí tiền á. Đấy, có 20% thì các bác dán cái này thì các bác chạy ngoài đường thì có khác gì là không dán phim đâu đúng không? Đấy, nó chỉ khác cái màu kính đi một tí thôi. Đấy, còn đây ví dụ kỹ thuật em đang cắt phim đây, em sẽ đo trực tiếp cái phim này cho các bác xem. Đấy, phim này của như gói của Hàn Quốc, Nikko Hàn Quốc này bên em vẫn bảo hành cho các bác 10 năm nhá. Đấy, tương tự như 3M luôn. Đấy, nhưng mà nó là gói phổ thông nó sẽ rẻ hơn. Đấy, đảm bảo tiết kiệm chi phí cho các bác. Đấy, các bác nào mà muốn dòng phim phổ thông hoặc là trung cấp hoặc là cao cấp thì các bác có thể qua Gala Thái Nguyên, bên em có đầy đủ các dòng phim cho các bác lựa chọn. Đấy, và có những cái giải pháp để tiết kiệm chi phí cho các bác mà vẫn đảm bảo được cái chất lượng cho các bác sử dụng nhé. Đấy, thì các bác hãy nhớ tới Akala các bác nhá. Mùa hè thì rất là nóng nóng mà anh em ngồi trong cái xe mà không được dán phim gì rồi, em nói thật với các bác không khác gì cái lò tôn di động. Nhưng mà để mà dán một cái bộ phim hiệu quả thì hầu như các bác không biết, bởi vì thật ra về trên thị trường nó rất có rất là nhiều dòng phim trên thị trường mà các bác dán, có thể bác dán rồi nhưng mà vẫn đi cái cảm thấy nóng và phải dán bỏ đi bóc đi dán lại rất là nhiều lần và rất là tốn chi phí. Rồi thật ra những người tư vấn thật ra chưa tư vấn hết cho các bác để các bác hiểu được cái giá trị của một cái gói phim cái nhiệt. Đấy, thì bên em đang làm những cái dòng phim chính hãng như của Nikko, Kunlak và ba em là cái dòng phim cao cấp nhất, nó là dòng phim quang học. Thì anh em có thể thấy đây, em đang thi công cho một chiếc xe Honda HR-V. Đấy, thì chiếc xe này có dán phim rồi nhưng mà thật sự là bác chủ có chia sẻ là đi rất là nóng và rất là ra tay, thì có qua dán lại gói phim 3M Crystal Ride. Đấy, cái dòng phim thì có thương hiệu từ rất là nhiều năm nay rồi, được anh em tin dùng. Đây là cái kính lái 3M mà bên em theo kỹ thuật bên em đang thi công để chuẩn bị sấy và thi công. Cái dòng phim cách nhiệt thì sẽ dán là dán trực tiếp vào bên trong cho anh em nhé. Còn đây là cái kính nó cong thì bắt buộc phải sấy và để nó ôm form lại như này để mà vào bên trong nó sẽ không bị thừa như thế này. Anh em thấy đấy, khi mà ép cái tấm kim lên nó thừa rất là nhiều này, thì bắt buộc ép phải sấy vào. Và kỹ thuật sấy của 3M thì đòi hỏi cái thợ chuyên môn rất là cao thì mới có thể sấy được nha anh em nhé. Và cái dòng phim này thì bên em sẽ bảo hành cho anh em là chính hãng là 10 năm. Đấy, anh em mà chưa dán phim cách nhiệt thì hãy đến với Akala Thái Nguyên để bên em trải nghiệm cho các bác những cái dòng phim cao cấp nhất, hiện đại nhất và chất lượng tốt nhất. Cảm ơn các bác. Vâng, hôm nay bên em lại tiếp nhận một chiếc Mazda CX-5 vào đời 2016. Thì đây, hôm nay các em sẽ dẫn đến các bác xem về sao lại phải vào dán lại một bộ phim cách nhiệt khác cho chiếc xe. Thì đây là một chiếc Mazda CX-5, thì cái phim này đã từng dán từ rất là lâu rồi, từ trong hãng rồi đây này. Thì bây giờ cái hiện tượng nó đang bị đó là cái mủn phim nó đang bị bay màu như này. Đấy, bay màu như này xuống, cái này rất là nguy hiểm nha các bác nhá. Nếu nhà chở các bác đi xe mà có bị cái mủn mà bay ra này thì chính là cái mủn này bay ra nó sẽ tuần hoàn trong cái hệ thống xe của mình như thế này.
và điều hòa nó sẽ tuần hoàn hết trong này, thì cái mủn này bay ra nó sẽ ba sẽ hít phải, và hít phải những cái mua này rất là độc hại mà cho cơ thể của mình này. Đấy. Đấy. Và thứ hai là khi bị như này thì cái tính thẩm mỹ nó sẽ không còn nữa, và cái độ cách nhiệt của nó bắt đầu sẽ giảm dần đi. Thì hôm nay bên em có thi công và dán lại cho chiếc xe này một bộ phim của Hàn Quốc, với đó là mang thương hiệu của Necco. Thì đây là cái tấm phim của bên em đây. Thì bác chủ sẽ tư vấn lại cho bác chủ. Thì bình thường ấy thì cái tông trên này, thì cái tông này thì là tông sáng hơn, và cái tông này sẽ là tông dán tông khoảng với độ xuyên sáng khoảng 20. Thì để anh em còn có thể nhìn thấy cái gương này này. Anh em không nên dán đen quá nhá, để vì còn nhìn thấy gương khi trời mưa này. Còn bắt đầu từ cái tông phía sau này đổi lại, thì em đang tư vấn cho bác chủ dán một cái tông đen hơn, đó là với độ xuyên sáng thấp hơn, độ xuyên sáng từ 5 đến 10 để đảm bảo cái độ riêng tư. Bên trong anh bên khi mà đi ngoài đường thì nhìn từ ngoài vào sẽ không nhìn thấy bên trong, nhưng mà khi mà nhìn từ trong ra thì vẫn có thể thoải mái anh em quan sát được. Đấy, đảm bảo độ riêng tư mà như thế, và cái độ cách nhiệt nó sẽ cao hơn. Đấy, với chi phí mà để mà dán cho một cái bộ phim cách nhiệt cho dòng Mazda CX-5 này với thương hiệu phim của Hàn Quốc thì nó sẽ rơi vào khoảng 4,5 triệu, và bên em đang có chương trình khuyến mại 10 tri ân cho các bác, của nó là 10% đối với các bác dán phim cả xe. Đấy, các bác có nhu cầu dán phim thì hãy đến với Akala Thái Nguyên, Auto 365 Thái Nguyên nhé. Vâng, chào các bác. Anh kiểm tra lại một vòng hết tất cả cái này không sao, cái này cái mép này mai nó khô hết, keo nó xuống hết rồi. Mới lại là ví dụ như ở cái kính lái này, khi mà vừa dán phim xong ấy, anh nhìn nó hoa vân vân ấy thì là không sao anh nhá, cái này nước chưa xuống hết, mai trời nắng hai hôm nước sẽ xuống hết. Chủ yếu là xem có nó bị bong chỗ nào không, bọn em xử lý luôn cho anh. Ví dụ bong chóc chỗ nào chưa được thì anh bảo em để em xử lý luôn cho. Ở tầm này là vừa, không tối quá không sáng quá, để ban đêm mà thì mình đi ví dụ như lùi xe vẫn đi được, chứ còn dán tông tối lùi tối hơi khó. Ok. Nhiều bác có thắc mắc là đi dán phim cách nhiệt nhưng mà mình không biết được là kỹ thuật dán có đúng cái phim mà mình lựa chọn hay không. Thì đây hôm nay em có cái để test cho các bác xem nhé. Với chiếc xe VF5 này thì bác chủ có lựa chọn cái mã phim cách nhiệt của 3M, mã cao cấp nhất Crystal Ride. Thì riêng cái mã phim này thì nó sẽ có cái hiệu ứng quang học, bởi vì nó là phim quang học 200 lớp các bác ạ. Khi mà kết hợp với nước thì nó sẽ có cái hiệu ứng 7 màu như thế này, mà chỉ riêng có cái mã phim 3M này là có thôi. Nên là các bác dán phim mà chọn mã cao cấp nhất của 3M thì các bác có thể lấy cái màu phim thừa của các kỹ thuật mà người ta cắt ra này, thì các bác có thể cho vào nước này, các bác kiểm nghiệm này. Đây, khi các bác thấy khi mà cho nước này nó sẽ có cái hiệu ứng ngay này, là biết được là kỹ thuật có thể là dán đúng cái phim cho mình hay không à. Đấy, nhiều bác bảo là đi dán thì xe mình để đây có thể là anh em người ta đổi phim, cháo phim đúng không ạ? Đó. Còn lựa chọn thứ hai, đó là giải pháp thứ hai cho các bác, là các bác lựa chọn những cái cơ sở mà dán phim uy tín, đấy, có trách nhiệm. Với chiếc xe VF5 này thì bên em có tư vấn cho bác chủ để cái giải pháp mic phim. Thì để làm sao, thứ nhất là vẫn đảm bảo được cái độ cách nhiệt cho xe, độ riêng tư của mình, mà vẫn giảm được cái chi phí, kinh phí cho mình khi mà mình dán phim. Thì bên em có kính lái thì mình sẽ mic cái phim là phim 3M gói cao cấp nhất, bởi vì kính lái là kính mà chịu nhiệt nhiều nhất. Còn các phim sườn còn lại thì các bác có thể dán cái mã mà nó ở mã phổ thông, thì để nó giảm cái chi phí cho mình. Thì với xe này thì bác có sử dụng mic phim của những cái kính sườn này thì sẽ sử dụng cái phim của Necco Hàn Quốc các bác nhé. Đây là sau khi mà bên em dán rồi, nó sẽ có cái không gian riêng tư, các bác để thấy khi mà mình nhìn bên ngoài vào sẽ khó nhìn thấy, nhưng mà bên trong là các bác nhìn vẫn thoải mái nhé. Đây, khi sau khi dán này thì chỉ số cách nhiệt nó lên đến 98% này. Chỉ số ngăn tản POV là 99% nha các bác nhé. Còn đây là cái phim mà khi mà chưa dán lên kính nhá. Đây là phim thừa này, test cho các bác nhé. Đó, nó 99% này, và cách nhiệt là 96-95%. Đó, thì khi mà dán lên kính này nó sẽ thêm khoảng 1-2%, bởi vì nó sẽ qua cái lớp kính của mình nữa. Đó. Đây,
Đây là đóng cửa vào này. Các bác nhìn bên ngoài vào này. Các bác nhìn bên ngoài gần như là không nhìn thấy gì. Nhưng mà nếu mà cái xe mà chưa dán gì nhá, chưa dán phim cách nhiệt nhá, các bác nhìn ở bên ngoài và các bác thấy toàn bộ bên trong thôi. Nên là cái khi mà cái lượng ánh sáng trực tiếp ấy mà nó dọi vào ấy thì nó không qua phim cách nhiệt, thì các bác nó đi thẳng trực tiếp lên da của mình, nên là mình các bác lái xe nó sẽ có cái độ ráp tay ở trên tay này. Còn khi mà mình dán phim cách nhiệt rồi thì cái chỉ số nó sẽ không còn nữa. Đấy, bức xạ nó không còn nhiều nữa. Bác nào cần dán phim cách nhiệt thì các bác có thể qua Agala các bác nhá. Phim quang học thì nó sẽ khác gì so với cái dòng phim thường của anh em. Đây hôm nay em có những dòng phim của 4-5 hãng khác nhau. Thì đây là cái tấm phim mà em vừa mới cắt ra từ cái chính cái phim cách nhiệt mà dán cho chiếc xe MG này. Đấy, và đây là một cái tấm phim của hãng phim khác và phim thường của trên thị trường. Và cái tấm ở trong cái quận này của em là 3M Crystalright, dòng phim quang học. Thì anh em hỏi nhiều khi anh em bảo là cái phim quang học thì nó sẽ khác nhau ở cái gì đây ạ? Đây thì em sẽ cắt từ cái quận phim này của em ra và em sẽ thử cho anh em biết. Đấy, bình thường nhá, khi mà anh em ấy nhúng những cái tấm phim mà xuống ấy, anh em thấy không, trên cái ống nước của em không có sự thay đổi đúng không ạ? Đấy, hoặc là như ở cái tấm phim này đây. Đấy, anh em có thể thấy ấy, khi nhúng nước đen thì nó vẫn là màu đen là đúng không ạ? Đấy, còn khi đây là cái tấm phim mà em vừa mới cắt ra từ cái tấm quận phim 3M là phim quang học, đây anh em sẽ nhìn thấy nó khác nhau gì ạ? Khi mà nhúng nước thì phim sẽ đổi màu. Đấy, chỉ có dòng 3M Crystalright, dòng phim quang học thì nó mới làm được cái nhiệm vụ việc này nhá. Còn đối với lại cả kể như là bác bảo là nếu như bác bảo là cái mã tối thì nó sẽ không có hiệu ứng đúng không ạ? Đây là cái mã CR20 của 3M đây. Các bác nhìn thấy không ạ? Khi bác nhúng xuống này nó sẽ có hiệu ứng đổi màu đây. Đấy. Bác thấy không ạ? Đấy, thấy không ạ? Đấy. Chứ còn không, nó không liên quan gì đến tất cả các màu phim đấy nhá bác nhá. Khi mà đã là phim quang học nó sẽ có hiệu ứng như vậy. Còn anh em nào mà chưa biết đến 3M thì hãy đến với Agala Thái Nguyên để bên em tư vấn chi tiết cho các bác tại sao lại ra bỏ ra một cái chi phí lớn như thế để dán một cái dòng phim 3M quang học mà lại có độ cách nhiệt cao như vậy ạ. Và bác nào có cái thông tin về phim hoặc là dòng phim nào chất lượng hơn hoặc là trên xe mình đang dán cái dòng phim nào rồi thì hãy để lại phía dưới comment để anh em cùng tham khảo nhá. Cảm ơn các bác. Đây đúng là mất tiền mua phim xịn nhưng mà lại nhận được đấy là phim không xịn các bác. Đây, nhiều bác nên là các bác mua hàng các bác phải lựa chọn những cái cơ sở uy tín nha các bác nhá, đại lý chính hãng nhá thì các bác mua hàng nhá. Đây, cái thương hiệu này thì quá nổi tiếng rồi đúng không ạ? Nên vì sao các bác cứ lựa chọn là chỗ rẻ thì các bác mua đúng không? Đấy, rẻ thì nó có cái chất lượng của rẻ nha các bác nhá. Đây đấy, vì sao mà rẻ hơn bên em dán rất nhiều đây này. Đấy, cách nhiệt thì có 20-21% này thì cách nhiệt làm cái gì đúng không các bác? Đấy, nên là khi các bác chạy ở đường kiểu gì nó bảo dán phim mà cảm giác là như không dán, nhưng mà nó chỉ khác là khi các bác dán ngay lên thì nó khác màu lên một tí thôi đúng không? Đấy, còn đây là phim mà bên em dán nha. Đây, phim ngay này gói phổ thông thôi, đây là dán kính sườn cho các bác xem. Đấy, nguyên gói phổ thông mà của em nó cách nhiệt đến 98% rồi nhá các bác nhá. Đấy, nó đã khác hoàn toàn rồi. Còn đây, nhiều bác không tin thì em đo, đây là phim Neko của Hàn Quốc nha các bác nhá, gói là gói phổ thông. Đấy, các bác dán xe đây. Đấy, 95% đúng không? Đo đây đúng không ạ? Đấy, nên là bác nào mà muốn dán phim đấy, đảm bảo chất lượng thì các bác hãy qua những cái cơ sở uy tín và đại lý chính hãng đấy, để các bác dán phim. Thứ nhất là các bác đằng nào mình cũng mất tiền, nhưng mà nó phải xứng đáng với cái đồng tiền mình bỏ ra các bác nhá. Đó, thì các bác nào mà cần tư vấn phim hoặc là check phim thì các bác có thể qua Agala để bên em test phim cho các bác nhá. Hết chỗ đỗ xe rồi anh em ạ. Ở này xưởng đang full rồi. Giới thiệu anh em tí. Mazda 3 đang tiến hành lắp đặt màn hình Android. Đây chiếc Lex. Bên này thì một chiếc Mazda đang vệ sinh dàn lạnh điều hòa. Đấy, xe anh em nào đi mà cảm thấy điều hòa nó không mát sâu với lại nó hay có mùi ấy, thì đi kiểm tra ngay tình trạng điều hòa để vệ sinh ngay dàn lạnh nhá. Bên này một chiếc Cerato đang tháo lắp bì gầm. Trong này một chiếc xe Subaru đang dán full phim cách nhiệt 3M Crystalright. Đấy, xe này thì đang lên một cặp bi gầm X-Line X3 Pro. Đây,
đi gầm 3 inch. Đó. Bên này chiếc Honda City cũng đang lên bi gầm, đang chờ lắp đặt. Bên này một chiếc Hyundai i10, xe này dán full phim cách nhiệt cũng như là spa lại xe. Đó. Đấy, một buổi chiều tại Akala Thái Nguyên. Anh em nào ở khu vực Thái Nguyên hoặc quanh khu vực Thái Nguyên cần nâng cấp xe, độ xe, spa xe thì em mời qua Akala Thái Nguyên anh em nhá. Nắng thế này mà đi xe ô tô không có phim cách nhiệt thì đúng là nắng thấy bà nội luôn anh em ạ. Anh em mà đang sử dụng xe ô tô mà cái phim cách nhiệt mà chưa được dán ấy thì đi cái thời tiết này ấy, cái hơi nóng nó phả từ đây này, từ cái táp lô này ơi, nó phả vào mặt lái mê, bên lái mê bên phụ bên này, thật sự nếu mà ngồi đằng trước ấy cực kỳ nóng ơi. Nếu mà anh em đang sử dụng xe ô tô mà chưa dán phim cách nhiệt hoặc đã được trang bị phim cách nhiệt là phim tặng rồi ấy, thì anh em đi cảm giác vẫn nóng, rất vẫn khó chịu, vẫn rát ấy, thì em nên lựa chọn những cái dòng phim cách nhiệt nó tốt hơn nhá. Bởi vì là lựa chọn những dòng phim cách nhiệt đi tốt hơn thì đi nó sẽ mát hơn và nó ngăn cản được các tia độc hại như tia UV này, tia hồng ngoại này, và lượng nhiệt loại bỏ lên đến 50-60% cơ. Đó. Đây là bên mình đang tiến hành dán một tấm kính lái. Và anh em nào mà ở quanh khu vực Thái Nguyên thì em mời qua cửa hàng Akala Thái Nguyên, bên em sẽ test phim, test chất lượng phim miễn phí cho anh em nhé. Xin nhắc lại là test chất lượng phim miễn phí cho anh em. Có phim cách nhiệt rồi mà lại phải bóc đi, dán lại, làm gì cho tốn tiền đúng không anh em? Chắc rằng là nhiều anh em bảo là xe tao đã được dán từ hãng rồi, dán loại xịn rồi, bóc đi dán lại làm gì cho tốn tiền đúng không ạ? Đây, cái bóc đi dán lại của anh em đây. Hôm nay đo cho anh em luôn, một xe đang tiến hành bóc đi dán lại nhá. Cái phim cách nhiệt được trang bị dán tặng từ hãng đây. Cái IR có 49% thì bảo sao là anh em đi không nóng không rát đúng không ạ? Thực ra là nhiều anh em sử dụng xe ô tô đến thời điểm hiện tại có thể 5, 7 năm, 10 năm rồi, nhưng mà cứ thế là đi thôi, không quan tâm là đi nó có nắng, có nóng hay là có rát hay không cả. Đấy, anh em cứ thế là đi, bật điều hòa là đi thôi. Thực ra những anh em nào quan tâm thấy cái phim cách nhiệt để nó nóng thì anh em mới để ý, thì anh em mới biết. Rất nhiều anh em có khả năng là cứ đi cũng không để ý tới cái vấn đề này đâu ạ. Đấy, và tại sao lại phải bóc đi dán lại? Bởi vì là cái phim cách nhiệt này là cái chất lượng nó kém, nó không được tốt. Thì anh chủ xe anh cũng đã quyết định là bốc đi dán lại để cái dán lại được cái gói phim nó tốt hơn, cái chất lượng nó tốt hơn để đi đỡ nóng đỡ rát. Đó, và ngăn cản được cái tia UV cũng như tia hồng ngoại nó tốt hơn. Đó. Thì hôm nay trả lời cho anh em là tại sao phải bóc đi dán lại anh em nhá. Và đơn vị phim 3M nó sẽ có hai loại, một loại phim 3M tàu và một loại phim 3M xịn. Hai cái nó đều có cái logo giống nhau. Em ơi từ từ đã, em ơi. Không, nó chưa liên quan gì đến cái này của chị ạ. Nó sẽ có hai loại nhá. Tại vì nếu mà không phải dán cái triệu rưỡi kia vào bạn không mặc cái này lại... Đúng rồi, thì là bây giờ em giải thích cho chị rõ ràng thế này. Bây giờ 3M nó sẽ có 3M, hai loại 3M xịn và 3M tàu. Thế chị cũng gì có logo 3M. 3M tàu nó làm logo y hệt 3M xịn. Nếu như bây giờ em đang đo ở đây, cái này như cái sườn này, nếu mà nó đang dán theo cái sườn này ấy, đây này của nó có 57, đây chỉ số của nó, cái IR này của nó có 57% thôi. Tức là phim này là không đạt chất lượng, không phải không đạt chất lượng mà kém chất lượng kém. Đa số các dòng phim em làm thì cái tia ngăn cản kia hồng ngoại của nó là phải trên 90%, 92% đổ lên. Đấy, ví dụ như phim này nó rơi tầm 92% đổ lên. Đấy, thì là chị dùng đi cảm giác là nó mới ok, nó mới ổn được. Thì là bây giờ như cái máy này nó chỉ kẹp vào sườn nó đo được. Đa số tất cả các dòng xe thì khi mà người ta dán, một là từ hãng này tặng, người ta sẽ dán chung nhau một gói, là chất lượng phim thằng này với thằng này giống nhau. Thì khi chị đi dán lại tấm này thì bây giờ em không đo được, xác minh được tấm này là nó là phim xịn hay phim tàu, bởi vì cái này không kẹp vào trong này đo được. Đấy, thì là bây giờ nếu mà chị vẫn mình quyết định dán thì em bao giờ dán, hoặc là chị phân vân, hoặc là chị xác minh lại là xe trước kia, xe trước chị đã dán lại hay chưa. Chưa, nếu mà bây giờ mà tấm này tấm 3M chị chịu hả? Nếu mà tấm 3M chị nhân riêng, tấm 3M chị bây giờ nó có giá là 5,7 triệu. 5,7 triệu thì chất lượng nó sẽ hơn cái này 1,5 triệu. Thế thì cái cửa này chị cũng chẳng phải dán được. Dán thì cửa này có ăn thua đâu mà đấy. Đây cửa này có 57% đấy. Đây em tưởng như hồng ngoại nó 7%, đây nó có 3 chỉ số, chỉ số tiền sáng, nó là tức là độ sáng tối. Đấy, cái UV này nó tẩy UV, OV này hầu như là cái loại phim nào nó gần 97-96%. Cái này không quan trọng, chỉ cái áo của chị nó ngăn cả đời UV. Nhưng mà có cái đấy, là cái hồng ngoại này, hồng ngoại phải trên 90%, hồng ngoại như là nó vừa
ngăn cản được lượng nhiệt, thứ hai là cái tia hồng ngoại nó thì nó sẽ hại hơn cái tia UV. Thì là cái này nó đây nó đạt 58% thôi, bởi vì là thông thường kia bình thường cái kia đây, như cái này đây do đây nó là 95% rồi mà đấy. Thì các cái dòng phim mà bọn em làm thì nó đều 90% hết. Anh em bảo á, xe tải em lán loại rẻ thôi, ở đường có 200 nghìn, vài trăm nghìn một cái xe á, dán full xe á. Cái đấy chỉ là giấy bóng thôi anh em ạ, à, lấy đâu ra gọi là phim cách nhiệt. Đấy, đây anh em nhá, đây là chiếc xe tải bác chủ á, lên kính lái 3M chuẩn của Mỹ nhá. Đấy, thì tại sao lại là 3M chuẩn và 3M fake anh em? Đây, đây là một cuống nước trong này. Đấy, phim 3M thì nó là phim quang học 200 lớp nhá. Thì một vẫn là một cái tờ mỏng như thế này anh em này. Đó, anh em có thể không thể đếm được 200 lớp là như thế nào đúng không? Nhưng có cách test này, đây anh em nhìn phim này không lên màu đúng không? Đó, thì cái này em cho nước rồi nó sẽ có cái có thể anh em nhìn qua nó sẽ hơi ánh nhá. Đây, anh em nhìn kỹ đây. Đây công nước trắng nhá. Đây, khi phim quang học này. Đấy, 3M chuẩn nó sẽ lên màu này. Đây, anh em có thấy màu ấy không? Đấy, nó sẽ có màu thay đổi màu anh em nhá. Anh em thấy không? Giống như bảy màu như kiểu cái cầu vồng á. Đó. Anh em nào cần test phim, đó. Cần test phim hoặc là cần kiểm tra phim của mình dán rồi thì có phim là phim xịn hay không thì anh em hãy qua Akala Thái Nguyên hoặc Auto 365 Thái Nguyên, địa chỉ tại 579 đường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên anh em nhá. Còn mùa phim cách nhiệt mới anh em ơi. Một chiếc xe Toyota Camry 2016. Xe này đã qua 7 năm sử dụng rồi, 7-8 năm sử dụng rồi. Đấy, thì hôm nay lại bên mình lại tiến hành bóc cái phim cách nhiệt cũ đi, dán toàn bộ phim cách nhiệt mới. Đó. Thì nguyên bản phim cách nhiệt xe này hiện tại thì về cái chất lượng thì nó kém, nó không được như ngày xưa nữa. Với lại là cái phim cách nhiệt là được tặng kèm khi mà mua xe, nên là cái dòng phim cách nhiệt này thì cũng chưa phải là dòng phim cách nhiệt tốt. Thì hôm nay xe này qua bên em để bóc cái phim cách nhiệt mới và dán bóc cái phim cách nhiệt cũ và dán phim cách nhiệt mới. Thì phim cách nhiệt mới bên em dán cái dòng cool lock của Mỹ đây nhá. Dòng phim này thì dòng phim cool lock của Mỹ. Về các cái chỉ số nó sẽ loại bỏ được khoảng 5-60% cái lượng nhiệt và ngăn cản các tia UV, tia hồng ngoại lên 97-99%. Đó. Đấy, và cơ bản là khi mà dán xong thì sẽ đảm bảo được cái riêng tư trong xe. Đây cái tông 20 rất là vừa, rất là hợp lý. Đó, anh em đang sử dụng xe ô tô thì đang gặp cái vấn đề tình trạng phim cách nhiệt nó kém hoặc là nó bị nhăn, nó bị nổ thì ghé ngay qua Akala Thái Nguyên thì bên em sẽ xử lý cho anh em nhá. Mùa hè sắp đến rồi nha các bác nhá. Thì cái trang bị rất cần thiết cho chiếc xe đó là một bộ phim cách nhiệt. Nhưng mà để mà chọn lựa cho một mình một bộ phim cách nhiệt tốt, đẳng cấp mà an toàn và chi phí mà hợp lý thì lại hầu như các bác chưa biết. Thì hôm nay em xin giới thiệu đây cho các bác những cái dòng phim mà bên em đang sử dụng và dán cho các dòng xe. Đó là dòng phim của Hàn, của Mỹ. Đấy, thì làm sao để phân biệt được đây là dòng phim chính hãng? Thì tất cả những dòng phim khi mà lắp đặt ở tất cả các cơ sở đều có phiếu, một là sẽ có phiếu bảo hành hoặc là đại lý chính hãng, có thể tra trên web đấy, hoặc là tên đại lý chính hãng đấy. Các bác có thể kiểm tra chiếc bảo hành điện tử ạ. Đây, như dòng xe con VF5 này bên em đang dán nó một bộ phim cho chiếc xe đó là dòng phim cool lock của Mỹ và dòng phim 3M. Đấy, sẽ phối hợp hai dòng phim lại với nhau. Phim kính lái là kính xe chịu nhiều nhiệt nhất thì sẽ dán là kính 3M với gói cao cấp nhất, gói thương gia Grid Drive. Đấy, còn phim sườn thì dán phim cool lock của Mỹ, cả hai dòng phim đều bảo hành 10 năm. Thì với dòng Grid thì rất là nhiều anh em đang phân vân và thắc mắc là khi mà dán một cái dòng phim đấy vào trong xe thì làm sao có thể biết được đấy là dòng phim chính hãng hay là có cách nào để nhận biết không ạ? Đây, trước khi đây cái dòng phim quang học ấy thì nó sẽ có một cách nhận biết rất là dễ dàng, đơn giản. Đây, khi mà đây là một cái tấm phim như bình thường này này. Đấy, như các dòng phim thường này thì các bác thả xuống công nước ấy thì là nó sẽ không có đổi màu. Không có đổi màu. Đây, chẳng hạn như đây là cái dòng phim thường này. Khi bác nhúng xuống công nước này, đấy. Và phim nó vẫn chỉ là màu đen như thế này, này thôi. Nhưng mà đối với dòng phim quang học nhá, đây là một tấm phim quang học này và đây là có cái kính gái CR60. Khi các bác thả công nước, các bác nhìn thấy không ạ? Có thấy sự thay đổi không ạ? Đấy, sẽ có sự thay đổi bảy sắc cầu vồng như này. Đấy, đấy là một cách rất là dễ dàng và nhận biết cho có thể các bác biết được đây là có phải là phòng phim chính hãng của 3M hay không. Đấy, và thứ hai, đấy, các bác nhìn thấy không ạ? Đây, khi nhấc lên nó chỉ là một tấm phim bình thường thôi. Nhưng mà khi mà thả công nước đây, phim quang học nó sẽ có khúc xạ ánh sáng và tạo thành bảy sắc cầu vồng như này cho các bác nhá.
Và chi phí để dán cho một bộ phim như này, mic với kính lái 3M và một cái dòng phim của kính sườn, kính hậu là vẫn là dòng phim của Mỹ, thì nó chỉ rơi vào chi phí khoảng độ 7 đến 10 triệu. Đấy, rất là hợp lý cho các bác. Đấy, còn các bác muốn dán phim với nhiệt thì hãy đến với Akala Thái Nguyên nha. Cảm ơn các bác. Em Akala Thái Nguyên và Auto 365 Thái Nguyên vẫn chuyên dán phim cách nhiệt cho tất cả các dòng xe ô tô các bác nhá. Đây, các bác có thể thấy đây là xe Ford Transit 16 chỗ này, về dán phim. Đây là anh em kỹ thuật đang vào lấy form phim nhá. Đấy, phim cách nhiệt thì mình sẽ dán bên trong hết, nhưng mà mình sẽ phải lấy cái gớm cái form. Đấy, lấy form bên ngoài và cắt phim, sau đó mình sẽ vào bên trong mình vào phim. Đó. Cái này thì xe này cũng gần xong rồi, anh em vào phim đã là xong. Đó. Còn chờ kính lái thì bên em đã vào xong rồi. Đây, các bác khi mà có thể thấy cái phim kính lái này khi vào xong này nhìn gần như là không thấy, không biết là xe mình đang dán phim đúng không? Nhưng mà cái độ cách nhiệt và cái cảm tia UV ở bên trong đấy, khi các bác lái xe các bác mới cảm nhận được nhé. Đấy. Còn mà bác nào mà đang có xe ô tô mà đang sử dụng những cái dòng phim mà khi mà các bác di chuyển mà vẫn thấy nóng, đấy, kém chất lượng thì các bác phải qua Akala để bên em test phim trực tiếp cho các bác nhé. Bên em vẫn liên tục dán phim cho xe ô tô các bác nhé. Đấy, đây là kỹ thuật viên em đang sấy phim kính lái cho chiếc CX5 này. Đấy. Đây. Đấy, đang vào form phim các bác nhé. Đấy, còn bên kia là chiếc Ford Transit. Đấy, cũng lên kính lái các bác ạ. Vào mùa trời mùa hè rồi các bác khi mà lái xe thì nếu mà phim cách nhiệt kém chất lượng hoặc các bác không dán ấy thì khi mà lái xe sẽ rất là nóng và rát tay. Đấy, đặc biệt là cái bộ phận chân tay hoặc là mặt mình này. Đó. Thì các bác dán phim cách nhiệt thì để đảm bảo khi mà các bác di chuyển trên đường nó đảm bảo cho mình. Và dán phim cách nhiệt thì nó sẽ giảm thiểu được cái tiêu thụ nhiên liệu của xe đó các bác nhá. Đó, thì bởi vì mình không bật ở cái chế độ máy làm lạnh quá ở cái mức cao nên là nó sẽ tiết kiệm được cái nhiên liệu cho xe của mình di chuyển. Đó, thì bác nào đang cần tư vấn phim cách nhiệt hoặc là muốn kiểm tra xe mình phim cách nhiệt có đảm bảo hay không thì các bác hãy qua Akala các bác nhá. Anh em cứ bảo sao phim 3M phim xịn đắt thế. Thực ra là bắt ở sắt ra miếng anh em nhá. Đấy, xe này trước kia đã dán 3M rồi nhưng mà vừa rồi làm lại kính thì tiếp tục lại phải dán phim 3M xịn thôi, chứ còn đi cái phim kia không chịu được. Nếu mà dán phim rẻ tiền thì thực sự là đi đang quen cái phim 3M phim xịn rồi, đi nó mát rồi, nó dịu rồi. Thì nói thật là đi cái dòng phim kia không đi đâu, nóng rát. Mà nếu mà anh em dán lại đấy thì em lại phải mất thêm lần tiền nữa đi dán lại. Thôi tốt nhất nếu mà anh em đã nào mà đã dùng phim xịn rồi mà nếu chẳng may phải dán lại thì em cũng nên dán phim xịn. Đấy, lại dán phim 3M Critway mã CR60. Hôm nay bên em lại tiếp cận một chiếc Lexus RX350. Thì anh em cứ bảo là những cái dòng xe xa thì không phải cần phải dán phim cách nhiệt đúng không? Bởi vì là cái kính nó đã cách nhiệt rồi hay như nào ạ? Nhưng không ạ. Đây, hôm nay bên em có tiếp nhận một chiếc xe này. Chiếc xe này thì vừa mới lấy, bác chủ thì cũng vừa mới lấy từ trong hãng đi ra nhá. Đấy, anh em có thể thấy đấy ạ. Con này vừa mới lấy xong. Đây, các bác ạ. Ni lông vẫn đang còn đây này. Đấy, thì hôm nay bác chủ có quyết định qua bên em để dán một gói phim cách nhiệt, đó là 3M Critway. Đấy, dán full xe anh em nhá. Đây, đây là dòng phim 3M đây. Tất cả hệ thống kính hiện tại vẫn chưa dán. Thì bên trước khi dán thì bên em sẽ có những cái bạt phủ này cho những cái 3M để bảo vệ những cái ghế của bác, vuông răng để đảm bảo cho bác là khi thi công nó sẽ không bị cháy xước những cái, hoặc là chẳng may có cái vật dụng gì ngồi trên này nó sẽ cảm thấy nó sẽ ảnh hưởng đến cái ghế hoặc là những cái chi tiết nhựa của bác. Đấy. Phần cabo sẽ được che đậy cẩn thận để tránh làm xước cái phần cabo của bác. Đấy, thì dòng phim đang tiến hành thi công đó là dòng phim 3M, đó là dòng gói thương gia gói cao cấp nhất của 3M để dán cho chiếc Lexus RX350 này. Đấy. Thì kính lái nó sẽ là mã CR60 và kính sườn nó sẽ là mã CR20. Đấy, phun cho toàn bộ chiếc xe này. Đấy. Với độ cách nhiệt rất là cao, độ riêng tư và có dòng phim này là phim quang học, nó sẽ không cản sóng, không cản GPS. Đấy, rất là an toàn cho các bác và chống tia UV 100%, cản nhiệt cao lên đến 99%. Đấy, anh em nào có nhu cầu dán phim cách nhiệt thì hãy đến với Akala Thái Nguyên ngay để trang bị ngay cho mình một bộ phim cách nhiệt cao cấp nhất cho chiếc xe của mình nha. Cảm ơn anh em. Chiều nắng nóng tại Akala Thái Nguyên có gì? Một xe dán phim, hai xe dán phim và ba xe dán phim. Xe này thì chưa cả bấm biển, chủ xe đã lôi đi để tạo điểm nhấn. Dán xương xương có chút thôi à. Con hèn này vừa độ xong đôi bi lét vì ba người ung trà chụp thử thôi.
giờ nằm im ráo nước, chờ chủ đến rước. Em này thì lên màn Under rồi, giải trí cho nó trai anh em ạ. Thế là sương sương buổi chiều chỉ có thế thôi mà. Đi mà đi, khi mà đi dán phim ấy thì rất là lo lắng cái tình trạng, đó là cái tình trạng xước kính đúng không ạ? Bởi vì khi mà bóc cái phim cũ ra thì cái keo đây này thì nhiều anh em là cạo này, tẩy rất là mạnh thì nhiều anh em tiến đến tình trạng xước kính. Thì hôm nay em làm cái video này gửi cho anh em, khi mà bóc phim ra thì nó sẽ như nào. Bình thường ấy, bóc phim ra thì nó để keo, thì bên em sẽ có một cái dung dịch tẩy keo phim này riêng cho chiếc xe để tẩy keo phim này. Đấy, dung dịch tẩy keo phim này thì xịt lên như này nha anh em nha. Anh em xịt lên như này thì cái keo phim này sẽ bị nhuyễn ra như này. Đấy anh em thấy không ạ? Nó sẽ tan ra như này. Và anh em chỉ cần lấy một cái gạt thôi. Đấy. Gạt lại như này và anh lau sạch sẽ này thôi. Là tất cả cái keo phim nó sẽ được làm sạch hết này. Để vừa đảm bảo cái tỷ lệ đó là không bị xước kính, làm không bị xước kính cho anh em này. Và làm sạch được hết tất cả cái keo dính trên mặt này để dán cho anh em một bộ phim thật là sạch và đẹp. Đấy. Bên tại Akala Thái Nguyên thì đầy đủ các chi tiết máy móc, chi tiết và các thiết bị để mà thi công cho anh em, từ những cái máy đo test phim này, phòng dán phim này và những cái tủ test độ cách nhiệt cho anh em, để anh em có thể chọn được cho bọn mình một bộ phim ưng ý nhất để dán lên chiếc xe của mình. Còn anh em dán phim ở đâu ạ? Hãy đến với Akala Thái Nguyên ạ. Nhiều anh em đi vào xe bảo dán phim cách nhiệt rồi sao mà vẫn nóng thế? Sao dán rồi mà nó không có tác dụng gì? Thì hôm nay đây, hôm nay em có tiếp nhận một chiếc xe Hyundai i10 đây, có đã có dán phim rồi nhá. Con chiếc xe này thì dán phim cũng được khoảng độ 2 năm, hơn 2 năm rồi. Đây thì cái phim cách nhiệt của nó đây, anh chủ bảo đi rất là nóng thì có điện cho em và có qua bên em để anh bảo có test cho anh cái phim cách nhiệt xem nó như thế nào. Thì có nên em có bóc ra và bắt đầu test như dòng ở kính này thì bên em có thể test trực tiếp cho anh em ở kính này luôn này. Đấy thì bên em có cái dòng máy chuyên dụng này để kẹp vào kính như này thì anh em có thể nhìn thấy luôn. Đây. Với cái độ cách nhiệt đây, tỷ lệ chuyển sáng là 20 và độ tiêu UV là 90, nhưng cái độ cách nhiệt của nó giảm xuống còn có 70 thôi, 77 thôi. Đấy là qua khi mà qua kính. Còn cái kính lái ấy, thì anh bảo đi rất là ra tay mà rất là khó chịu, mà sẽ chuẩn bị vào mùa hè như hôm nọ còn nắng có 1-2 hôm nắng nhẹ mà anh bảo rất là khó chịu và đi thì không có điều hòa thì không mát. Thì đây là cái tấm kính lái mà em bóc ra từ chính chiếc xe này đây. Đấy, thị thợ thi công thì đang bóc trực tiếp cái phim cách nhiệt ra đây ạ. Đấy thì đây tại sao lại nóng như vậy, bởi vì đây anh em có thể thấy đấy ạ, cái tấm kính lái rất là quan trọng nhá, nên anh em khi mà đi dán ấy. Đây anh em có thể thấy đấy ạ, với cái tỷ lệ chuyển sáng nó rất cao thì là để cho tầm nhìn nó quan sát tốt. Tính tiêu UV chỉ còn được có 28% thôi và cái độ cách nhiệt anh em có thể thấy đây chỉ còn được 12% thôi. Thế nên tại sao lại rất là nóng và dán đấy. Cái kính lái là một cái kính rất là quan trọng, nên anh em có thể chọn cho mình một cái kính phim cách nhiệt rất là cái loại từ dòng trung cấp đến dòng cao cấp để đi cho đảm bảo cho mình, thứ nhất là đỡ nóng hơn, đỡ ra tay hơn và chống tiêu UV. Với kính là cái khoang kính lái là cái khoang kính to nhất trên cái dòng chiếc xe này. Đấy, tất cả kính sườn nó chỉ nhỏ thôi và nó chịu một phần tác nhiệt nhỏ, động nhỏ nhỏ của nhiệt thôi. Nhưng mà cái kính lái là khi mà đi ra ngoài ngược chiều là nó sẽ rất là nóng và chịu ảnh hưởng của thời tiết rất nhiều. Thì hôm nay bên em có tư vấn và dán cho anh chủ, đó là cái bộ phim 3M Crystal Drive, dòng cao cấp nhất của 3M đây. Đấy. Thì anh em có thể thấy khi mà cái kính này đấy, như bình thường ấy thì là đối với dòng phim 3M thì anh em có thể thấy mà khi mà anh em nhúng vào nước này dòng 3 crit thì nó sẽ đổi màu ánh sang ánh 7 màu như thế này đấy. Và cái chỉ số của phim cách nhiệt thì rất là cao. Đây là chính là cái tấm phim cách nhiệt em đang chuẩn bị dán cho chiếc xe này, đó dòng phim 3M nha các bác nhá. Thì đây khi mà đi qua cái chỉ số của máy test đây, anh em có thể thấy đây, với cái phim là độ chuyển sáng là 20, tiêu UV là 100% và độ cách nhiệt lên đến 99,2%. Thì đảm bảo cho các bác là một cái khi mà sau khi dán cái bộ phim này lên, đảm bảo chiếc xe của mình sẽ là mát và dịu hơn rất là nhiều so với cái trời nắng nóng. Còn nếu mà để mà cách nhiệt mà bỏ mát như vòng hộp kín thì sẽ là không có, nhưng mà nó sẽ giảm được cái tia ánh nắng, giảm được độ cách nhiệt rất là cao. Đảm bảo cho các bác đi là không ra tay, chống tiêu UV đảm bảo 100%. Đấy, các bác còn dán phim cách nhiệt thì hãy đến với Akala Thái Nguyên, Auto 365 Thái Nguyên để bên em tư vấn và hỗ trợ cho anh em nhá. Còn bên em thì có đầy đủ máy test phim này, giấy chứng nhận phim này và hệ thống bảo hành cho anh em, đảm bảo cho anh em có thể yên tâm khi mà thi công phim tại bên em. Cảm ơn anh em. Bảo là không cần phải dán phim cách nhiệt á. Đây à, anh em xem này. Ây, vào đây em này. Ây, anh em nhìn thấy không ạ? Kính nguyên bản từ nhà máy đây là kính trắng như này nhá. Đấy, cái tất cả đều là kính trắng. Và khi mà dán phim và khi mà chưa dán phim anh em nhìn thấy không? Nó khác gì một cái ở ngoài, ở như anh em nhìn từ ngoài vào sẽ không có độ riêng tư, và thứ hai là sẽ không có độ cách nhiệt, đi rất là nắng nóng với trời thời tiết ở Việt Nam hiện nay. Thì em nói anh em ngồi trong này không khác gì cái lò tôn di động luôn nếu anh không dán phim vào.
Mà đây là gói phim gì ạ? Đây là đang dán cho một chiếc xe Toyota Fortuner, cái gói phim 3M. Đây là cái dòng cao cấp nhất của 3M anh em nhá. Thì đối với cái dòng phim này thì là dòng phim chính hãng và bảo hành cho anh em lên đến 10 năm. Đấy. Dòng phim cực kỳ xịn nha anh em nhá. Đây là kỹ thuật viên của bên em đang sấy và thi công để vào form kính lái nhiều anh em. Dán phim thì anh em cứ nghĩ là cứ đặt lên đấy xong rồi dán là cứ thế là dán vào thôi, không phải anh em nhá. Đây trải qua rất là nhiều công đoạn tỉ mỉ. Như là kính cong thì phải sấy phò phim vào làm sao cho cái lượng nhiệt đúng đủ yêu cầu, không được quá cao, không được quá thấp, hoặc là không được, nói chung là đây là cái chuyên môn kỹ thuật của anh em dán phim. Đấy. Còn đây là anh em đây đang dán cái phần phim kính sườn đây. Anh em thấy sau khi mà kính sườn vào thì đây là em đang cắt lấy form. Còn nếu dán là sẽ dán ở bên trong. Thì trước cái với cái kính mà đã áp phim lên và cái kính chưa dán phim thì anh em nhìn thấy hoàn toàn sự khác biệt. Đấy, đen tối hơn, đảm bảo độ riêng tư hơn và cách nhiệt tốt hơn. Đấy. Anh em nào mà lấy xe mới nhá, mà chưa có phim nhá, hoặc là đang đi mà cảm thấy rất là nóng nhá, thì qua ngay Akala Thái Nguyên để bên em test cho bác xem những cái dòng phim của bác đang dán là những dòng phim gì, có tốt hay không, có chất lượng, có đảm bảo hay không, có chống được những cái tia cách nhiệt hay không, tử ngoại hay không, tia UV hay không. Còn anh em dán ở đâu ạ? Tại Thái Nguyên thì qua ngay Akala Thái Nguyên. Hôm vừa rồi mình có làm một chiếc xe VF3 màu vàng, là trước đấy cũng là chiếc đầu tiên lăn bánh tại Thái Nguyên. Hôm nay thì cũng rất là may mắn cơ hội làm tiếp một chiếc xe VF3. Mà xe này thì là màu khác nhé, màu xanh. Xanh kiểu xanh là xanh bộ đội à? Đó. Bên ngoài nhìn thì cái màu này nó cực kỳ sáng, cực kỳ tươi nhé. Trong ảnh thì anh em nhìn có vẻ nhìn nó hơi bộ đội một chút, nhưng mà bên ngoài nhìn nó sáng lắm, nhìn nó tươi lắm. Đó. Xe này thì anh cũng đã đi được một tuần rồi, cũng chưa lên cái món đồ gì cả. Thì hôm nay qua bên em dán phim cách nhiệt. Thực sự là với cái mức lượng đặt đơn là hơn 30.000 đơn cho chiếc xe VF3 này, thì mình nghĩ thôi một thời gian nữa thì xe VF3 này chạy ngoài đường khá là nhiều. Và thực ra là em thấy nó cũng rất là hợp lý. Hôm vừa rồi em làm một chiếc xe rồi, hôm nay tiếp tục được tiếp nhận được làm một chiếc xe nữa. Thì chiếc xe này mà để cho chị em đi làm này, cũng như là đi trong nội đô đưa đón con đi học, cũng như là đi chợ, rất là hợp lý. Khoảng không gian trong xe ngồi 2 người 3 người rất là rộng. Mà hôm vừa rồi mình cũng có trải nghiệm đi chiếc xe này rồi, đi nó khá là bốc đầm. Nói chung là đi đến mà khi mà đạp ga nó lên rất là nhanh, cảm giác lái khá là ổn. Thực sự là về những dòng VinFast đời mới thì họ cũng rất là chiều khách hàng. Như chiếc xe này thì những cái chi tiết bên trong xe họ nhấn nhá cũng rất là đẹp. Đấy, mọi người nhìn thấy đây, nhấn nhá một chút. Các cái chi tiết này thì hoàn toàn là bằng nhựa. Thì ở một chiếc xe phân khúc tầm mini thì như này là mình thấy là cũng khá là ổn rồi. Đó, một chiếc xe với mức thuê pin là hơn 200 triệu để cho chị em đi làm, cũng như là đi đưa đón con đi học, đi chợ thì nên mua. Đó, đi trong nội đô, ví dụ như ở Thái Nguyên mức mật độ xe điện khá là nhiều, mà đi đến giờ cao điểm ấy, mà đi xe to tắc thì rất là mệt, nên là làm một chiếc nhỏ nhỏ xinh xinh như này thôi thì rất là hợp lý. Đấy, có nhiều cái dòng phim cách nhiệt đấy thì kém chất lượng khi các bác sử dụng một thời gian ấy, là nó sẽ bị cái hiện tượng tạo ra cái gợn nước như này các bác nhá. Đây các bác có thấy nó gợn không? Nhưng mà khi mà đi buổi tối các bác rất là khó nhìn luôn nhé. Đấy, các bạn phải quay ở trên điện thoại các bác hơi khó nhìn, nó sẽ có cái gợn sóng. Bởi vì cái này là do chất lượng keo và chất lượng của phim nhé các bác nhé. Đấy, còn đoạn bên trên này nó đỡ hơn một xíu này. Đỡ hơn một xíu này, nhưng mà nó vẫn còn. Đấy, các bác thấy nó gợn nhiều không? Đó, thì khi các bác lái xe buổi tối ấy, đặc biệt là có đèn mà nó chiếu vào ấy, thì mình sẽ không quan sát được gì, nó bị lóa. Đó, rất là khó chịu luôn. Nên là bác nào mà có xe mình đang có những dòng phim mà nó bị nổ phim hoặc bong phim hoặc là bị gợn nước như này thì các bác phải qua Akala để dán lại phim nha các bác nhá. Bốn củ có gói phim cách nhiệt nào ngon không cu? Ai là cu với ông? Mà bốn củ đòi đi dán phim cách nhiệt á? Mà lại đòi ngon á? Làm gì có?
Đấy là người ta nói thế thôi, chứ còn cứ alo cho em Hưng thì có ngay gói phim kinh nhật 4 củ là có ngay phim gói phim kinh nhật ngon cho anh em nhá. Hôm nay lên cho anh em một gói phim kinh nhật ở cái tầm phổ thông, mà nói là phổ thông thôi nhưng mà so giá thành với lại một số dòng phim kinh nhật khác ấy, thì con này nói chung là cực kỳ ngon, cực kỳ tốt và bảo hành cho anh em tận 10 năm anh em nhé. Đấy, thì đây là một chiếc xe MG MGZS thì bên em đang tiến hành bóc cái phim kinh nhật cũ đi và dán lại phim kinh nhật mới. Xe này thì đang chuẩn bị tiến hành dán cái phim kinh nhật Neiko của Hàn Quốc. Đấy, gói này thì hiện tại đang có giá là 4,5 triệu, 4,5 củ thì chiết khấu cho anh em thì chỉ còn tầm 4 củ thôi là anh em đã trang bị ngay được một gói phim kinh nhật ngon bổ rẻ mà bảo hành cho anh em 10 năm, chỉ số ngăn cản tia hồng ngoại lên hơn 90%. Đó, ngăn cản tia UV 99%. Đây, còn phim kinh nhật nguyên bản của xe đây. Đó, thì anh em nào muốn dán những cái gói phim mà ngon bổ chất lượng giá cả hợp lý thì alo ngay cho em Hưng anh em nhá. Hôm nay em có xem là trên một cái kênh của em mà có bác hỏi là nó làm bằng cái gì mà đắt thế. Các bác hỏi em như thế thì đây em xin giải thích cho các bác đây. Nó chỉ là một cái tấm, nó giống như một cái tấm giấy bóng của các bác thôi, nhưng mà trên cái tấm phim này, tấm giấy bóng này nó sẽ được trả, nó sẽ có những cái trang bị của những cái công nghệ phim hàng đầu của 3M đây. Đấy. Em lại nói là trang bị những công nghệ hàng đầu của 3M vào trong cái tấm phim này, bởi vì như bình thường cái tấm phim của các bác đây nó sẽ như một cái tấm đây, tất cả đều là như một cái tấm ni lông đúng không các bác? Đây. Đấy. Thì sau khi mà đây là cái dòng phim của hãng thì em cũng chưa biết là cái dòng phim gì. Và đây là cái sau khi đi qua cái máy test thì các bác đã để ý thấy cái chỉ số nó sẽ thay đổi. Đấy, độ cách nhiệt rất là thấp, độ chống tia UV cũng gần như là không có. Đấy, còn sau khi mà đi qua cái tấm phim của 3M thì nó sẽ như nào? Đây là cái tấm phim mà em chưa cắt từ cái cuộn phim của em ra nhá, thì các bác có thể nhìn thấy đây. Đấy, UV sẽ là 100% và IR nó sẽ là 98,8%. Đấy, anh em có thể thấy sự khác biệt hoàn toàn không ạ? Đó, UV này và cái nhiệt, hai cái chỉ số nó khác hoàn toàn với nhau đúng không ạ? Và còn có nhất là những dòng phim khác nữa, ngoài bên em còn có 3M và Neiko này và Kunlak này, thì mỗi dòng phim nó sẽ có một cái chất lượng khác nhau, giá thành nó sẽ khác nhau, để anh em có thể lựa chọn cho mình một cái lựa chọn tấm phim hoàn hảo. Chẳng hạn như anh em có thể tham khảo đây là cái dòng Neiko này, nó cũng đấy, anh em thấy không ạ? Cũng giống như một cái tờ giấy bóng thôi, nhưng mà tại sao nó lại là nó có khả năng cách nhiệt? Đấy, anh em có thể thấy đây, sau khi mà đi qua cái máy kiểm tra thông số phim cách nhiệt thì anh em có thể thấy đấy ạ. Đấy, UV mà 100 và cách nhiệt cũng là 94. Đấy, các bên em là các dàn tất cả đều là dòng phim chính hãng cho anh em, nên anh em có thể yên tâm về chất lượng là cái thứ nhất, và thứ hai là độ cách nhiệt cho chiếc xe của mình. Đấy, nên là khi anh em mà có dán phim thì anh em có thể tìm hiểu một cái địa chỉ uy tín chất lượng để dán phim cho chính chiếc xe của mình. Cảm ơn anh em. Anh em nào hay chở bạn gái thì biết lựa chọn cái tông phim cách nhiệt nào là hợp lý cho xe ô tô của mình chưa? Đấy, hôm nay em sẽ chỉ cho anh em nhá. Nói vui vậy thôi chứ không phải là bảo là anh em nào mà có bạn gái có bồ mà dán phim cách nhiệt nào để giấu bạn gái đi đâu. Nhưng mà có cái gói phim này rất là hay nên là em muốn giới thiệu cho anh em. Đấy, nhiều anh em đi dán phim kinh nhật thì cứ mang xe vào cũng không hỏi kỹ, và nhân viên cũng không tư vấn kỹ là dán cái tông nào ấy, xong rồi khi dán xong một là sáng quá, hai tối quá. Đấy, hôm nay giới thiệu cho anh em một cái gói phim rất là hay, đó là cái kính lái. Không nói kính lái, cái mã kính lái thì hầu như là độ sáng ở gần như nhau, nhưng mà cái kính sườn này thì anh em nên lựa chọn cái tông kính sườn trước này, tức là sườn trước này để nhìn hai gương hậu này, là cái tông vừa, tức là nó không tối hẳn, không sáng hẳn. Còn đằng sau thì anh em có thể dán cái tông nó tối hơn để cũng có thể là đảm bảo riêng tư nó tốt hơn. Đấy, và nhìn chiếc xe thì nó cũng đen xì, nhìn nó cũng sang trọng hơn. Đằng trước thì anh em chỉ nên dán tông 20 thôi nhá. Đấy, để anh em còn đảm bảo nhìn là cái tầm nhìn cái hai cái gương chiếu hậu này. Đó, vẫn anh em vẫn thấy là đảm bảo nhìn đúng không ạ? Nếu mà anh em mà dán đằng sau, ví dụ như cái tông 05, tức là cái chỉ số tia sáng của nó chỉ 5% ấy, thì buổi tối anh em lùi xe hoặc là đi trời mưa thì hơi khó nhìn. Đó là một cái gói phim mà rất là hợp lý để cho anh em lựa chọn. Đấy, em nói vui chứ không phải là bảo là xe đi chở bồ thì dán cái kiểu này kiểu kia đâu anh em nhá. Lâu lâu lại set một cái gói phim hợp lý nhất cho anh em để cho anh em tham khảo nhá. Thì là phim kinh nhật thì nó cũng có rất nhiều loại và rất nhiều gói phim. Nhiều anh em vừa lấy xe xong
thì cũng đang rất là băn khoăn cũng như là chưa biết dán cái loại phim nào là nó hợp lý. Thứ nhất là nó sẽ đảm bảo về chất lượng, thứ hai là nó cũng phù hợp với lại cái tài chính mà mình muốn chi trả bỏ ra. Thì hôm nay em lại giới thiệu cho anh em một cái gói phim rất là vừa phải, rất là hợp lý và chất lượng rất là ok nhé. Đấy, hiện tại đây là một chiếc xe Toyota Wago, thì bên mình đang tiến hành dán phim cách nhiệt. Xe này xe mới tinh từ hãng ra. Thì xe này mình dán cái gói phim là kính lái dán 3M Crystalline mã CR60. Đấy, với cái tổng tài chính kính lái hiện tại như cái dòng này là hơn 5 triệu, hơn 5 củ nhé. Còn lại ở kính sườn này là mình dán dòng phim Beko của Hàn Quốc. Đấy, kính sườn, 4 kính sườn và kính lưng, cái ô nhỏ này hoàn toàn là đều dán hết. Và một cái combo như một cái gói phim như thế này dán cho xe Toyota Wago và những cái dòng xe sedan khác thì đang có cái mức giá kính lái 3M kính sườn là Beko thì đang có cái mức giá là khoảng tầm hơn 8 triệu đồng. Và khi anh em đặt lịch thì bên mình sẽ có cái chương trình là chiết khấu cho anh em. Đó, giá lúc nào tốt nhất thị trường cho anh em. Vậy thì một cái gói phim vẫn đảm bảo là kính lái là hàng xịn và cái kính sườn là dòng phổ thông, và vẫn đảm bảo cho em thứ nhất về độ cách nhiệt để ngăn cả các tia hồng ngoại này, và giá thành nó chỉ tầm khi hoàn thiện xong chỉ hơn 7 củ thôi, hơn 7 củ khoan là anh có gói phim. Mà tất cả các tấm phim này bên mình sẽ bảo hành cho anh em 10 năm nhé. Xin nhắc lại bảo hành cho anh em 10 năm nhé, 10 năm bong chốc đổ dầu đổ phim ra đây hoàn toàn là dán mới luôn. Đó, đấy thì là mình vừa giới thiệu cho anh em một cái gói phim. Thứ nhất là bảo chất lượng, thứ hai là nó phù hợp với chi phí mà anh em muốn bỏ ra, tầm 7-8 củ là anh em đã có ngay một cái gói phim đảm bảo chất lượng, nói chung là chính sách bảo hành ok và đặc biệt là chuẩn chính hãng anh em nhá. Nắng nóng thế này mà đi xe không dán phim cách nhiệt thì thật sự là có lỗi luôn anh em ạ. Đấy, thời tiết miền Bắc bây giờ 30-40 độ C mà đi xe ô tô mà không có phim cách nhiệt thì nói chung là nắng thấy ba nội luôn. Đây một chiếc xe Ford Ranger, xe này thì bên mình đang tiến hành dán lại tấm kính lái cho xe. Xe này thì mình anh khách lựa chọn cái dòng phim Deco của Hàn Quốc. Dòng này thì gọi là dòng phổ thông và dòng tiêu chuẩn dùng tương đối ổn rồi. Ổn rồi. Đó. Bởi vì dòng này chi phí thì nó cũng vừa vừa, nó không phải là dòng rẻ quá mà nó không phải là dòng cao cấp quá. Nên là anh em mà sử dụng cái dòng xe muốn dán cái phim tầm trung thì anh em lựa chọn những cái dòng phim như này này. Đấy. Nói thật là anh em mà đang sử dụng xe thời tiết miền Bắc đến mùa này thì anh em nào mà chưa trang bị phim cách nhiệt ấy thì anh em nên dán nhé. Đấy, cứ kính lái dán loại xịn xịn hoặc kính sườn hoặc kính lưng anh em dán loại vừa vừa thôi, như vậy vẫn đảm bảo cho anh em mà sẽ giảm thiểu được chi phí cho anh em. Đó, anh em nào khu vực Thái Nguyên cần trải nghiệm cũng như là tham khảo với các sản phẩm về phim cách nhiệt thì em mời qua Agala Thái Nguyên với địa chỉ 579 Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Phim cách nhiệt loại nào là tốt nhất? Có lẽ là nhiều anh em đang sử dụng xe ô tô thì cũng đang rất là phân vân, không biết là dán cái loại phim cách nhiệt nào là tốt nhất cho xe ô tô. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái loại phim kinh nhật, một cái dòng phim kinh nhật mà đến thời điểm hiện tại đang là một trong những thương hiệu đứng đầu về cái top phim kinh nhật. Đó là phim kinh nhật 3M Crystalline. Đây là cái dòng phim 3M và cái gói Crystalline là gói cao cấp nhất. Phim này là phim quang học và được ép từ 200 lớp nhá. Nên là cái độ cách nhiệt chống nóng của nó rất là tốt luôn. Và đặc biệt hơn là với cái dòng phim 3M Crystalline này ấy, thì khi mà anh em mà thả cái tấm phim xuống cốc nước như này ấy, thì nó sẽ có cái hiệu ứng vẩy màu nhá. Đây là phim chuẩn 3M Crystalline, những cái dòng phim khác thì không có đâu. Đấy. Thì nhiều anh em đang phân vân cũng như là không biết lựa chọn dòng phim cách nhiệt nào nhất, thì anh em nghiên cứu ngay về cái dòng phim này, cực kỳ tốt này, cực kỳ chất lượng. Và cái mức chi phí hiện tại bây giờ dán một chiếc xe như này thì nó sẽ dao động khoảng là tầm hơn 10 triệu. Đó, thế anh em nào mà đang quan tâm cũng như là cần dán phim cách nhiệt cho xe ô tô thì từ cũng như là tham khảo ngay cái dòng phim cách nhiệt này. Hyundai Get lựa chọn cái giải pháp đó là mix phim cách nhiệt nhưng mà vẫn đảm bảo được cái chất lượng. Đó. Thì chiếc xe này trước bác chủ đã dán một cái phim khác ở kính sườn rồi. Nhưng mà cái phim kính lái ấy, thì sau 2 năm sử dụng thì bác bảo là bây giờ nó giảm đi xe rất là rát, đấy, nóng tay. Thì qua thì bên em có test phim cho bác đây, cái phim cũ này. Lúc trước bác bảo là được 80-90% nhưng mà sau 3 năm sử dụng thì nó đã xuống còn có 58% rồi các bác ạ. Đó. Nó chỉ có 58% thôi. Đó. Thì bác chủ lựa chọn cái giải pháp mix phim đó là sử dụng cái phim kính lái là 3M. Đấy, đây. Đây là phim 3M nhé, mình sẽ test cho các bác này. Đó. 3M này, đây. Ngăn tiêu V 100%, còn cái cách nhiệt của nó lên tới 98%. Đó. 98% nên nó sẽ đảm bảo được cho các bác cái khi mà mình di chuyển trên đường nó đảm bảo hơn. Đó, đây anh em đang vào phim. Đó, logo 3M đây các bác nhá. Đó.
Nhiều bác cứ bảo là xe em xe cỏ thôi nên là em dán những cái phim giá rẻ, nhưng mà giá rẻ thì các bác khi mà di chuyển trên đường, đặc biệt là vào thời tiết nắng nóng như vào mùa hè như ở thời tiết ngoài miền Bắc như thế này thì nó không đảm bảo được cái chất lượng của mình. Các bác bỏ tiền ra các bác phải xứng đáng với cái chất lượng, đúng không ạ? Đó, thì bác nào mà tài chính mình mà muốn tiết kiệm chi phí thì mình có thể lựa chọn mic phim, đó là các bác sử dụng cái kính lái là 3M, còn các kính còn lại thì các bác sử dụng cái dòng phim giá rẻ, đó thì nó vẫn đảm bảo được cho mình cái chất lượng. Đó, bác nào mà cần tư vấn về phim hay là đo phim, test phim thì các bác có thể qua Agala các bác nhá. Anh em thấy không ạ? Đây, anh em đi mà có cái tình trạng phim của anh em có bị như này không ạ? Bong phồng và nổ ruột hết này không ạ? Đấy, mà bây giờ thay ra thì bóc đấy, không bóc được, anh em thấy bóc không? Đấy, nó mủn hết như này rồi. Đấy, đấy cái tình trạng phim kém chất lượng ấy. Và không, thứ nhất là không có độ cách nhiệt, và thứ hai là dán vào xong bây giờ để nó bị như thế này này. Đấy, và nổ như này thì rất nhìn rất là một trông mất rất là thẩm mỹ. Anh em nào mà dán phim cách nhiệt mà bị như thế này thì hãy ghé qua Akala Thái Nguyên, Auto 365 Thái Nguyên nhá, để bên em xử lý ngay cho anh em nhá. Bên em dán các dòng phim chính hãng của Hàn Quốc, Mỹ như Nikko, Coolux của ba em. Đấy, để tránh cái trường hợp mà anh em bị như này nữa. Anh em đã biết gì chưa? Mùa hè rất là nắng nóng mà, anh em thấy không ạ? Đây là một chiếc Mazda CX-5 nhá, hôm nay lại đến bên em Akala Thái Nguyên để trang bị cho mình một gói phim cách nhiệt để mà dán lại toàn bộ để bảo vệ cho cái chiếc xe của mình chống nóng tốt hơn. Thì chiếc xe này thì bên nguyên bản của chiếc xe này là có dán phim rồi. Anh em có thể thấy đây là cái phim cách nhiệt zin của theo xe này. Và cái này thì được dán từ lúc mà anh chủ đã mua xe, nguyên bản là từ hãng. Thì có dán rồi nhưng mà cảm thấy trong xe nó vẫn còn rất là nóng, và anh mô tả là đi trong xe nó còn nó cứ hầm hập như ở trong cái lò tôn ấy. Rất là nóng và rất là khó chịu, dù đã bật điều hòa lên hết mức rồi nhưng mà vẫn không thấy giảm được nhiều cái nhiệt độ nóng ở trong xe. Thì có quyết định qua bên em và trải nghiệm cái dòng phim 3M Crystal Drive. Cái này không phải là trải nghiệm nữa mà bên rất là nhiều khách hàng bên em đã dán và thi công cho rất là nhiều dòng xe và được cái phản hồi của anh em rất là tốt. Đó là cái xe phim mà dán phim mà xong rồi thì cái nhiệt độ nó sẽ giảm xuống này, và thứ hai là đi sẽ dịu mát hơn này. Đấy là cái điều mà tất cả khách hàng bên em đã chia sẻ cho bên em. Và để mà trang bị cho một cái gói phim như thế này thì cái chi phí nó cũng gọi là không quá cao mà không quá thấp để phim chính hãng. Thì một cái gói phim này sẽ hơn 10 triệu để mà dán full cho một cái xe dòng xe 5 chỗ, và gần 20 triệu cho chiếc xe 7 chỗ. Đấy, anh em thấy là cái chiếc xe này thì dòng SUV thì đang dán như cái chiếc xe này thì được dán như nào. Đây thì hầu như là các kính hậu, kính sườn sau và kính sườn trước thì chiếc xe này được bên em thi công cho đó là mã CR20. Đây là những cái màu phim mà bên em đã cắt ra. Thì cái màu tại sao chọn CR20? CR20 thì cái tông anh em có thể nhìn đây, cái tông nó sẽ không quá tối và cái tông nó không quá sáng, đảm bảo cho các bác độ riêng tư khi mà các bác ở trong xe này, và đảm bảo cái độ xuyên sáng cho các bác là khi các bác nhìn từ ngoài và từ trong ra. Đấy, đủ xuyên sáng. Đây là một cái kính mà bên em đã thợ bên kỹ thuật bên em đã thi công xong. Thì các bác có thể nhìn thấy là cái đây, khi mà anh em có thể thấy là khi mà nhìn từ ngoài vào ấy, thì anh em có cái có cái độ riêng tư. Về anh em thấy bên em cái kính bên kia chưa dán, và thứ hai là cái này đang mở ra thì anh em sẽ nhìn thấy qua máy quay nó sẽ rất là rõ. Nhưng mà sau khi mà dán hết kín vào rồi ấy, thì cái này sẽ đen trở lại nhá, đen vào, và cái độ riêng tư sẽ có. Còn anh em nhìn từ trong ra này, nếu mà nhìn từ trong ra thì anh em đảm bảo với anh em là nhìn từ trong ra rất là trong và không bị mờ, không bị lóa nha anh em nhá. Đấy là một cái. Và cái kính lái thì chọn cái tông phim nào ạ? Đây, đây là cái kính lái của chiếc xe. Kính lái của chiếc xe thì sẽ được chọn cái mã đó là 3MCR60, cái mã dành chuyên riêng cho kính lái. Thì cái mã này thì cái độ xuyên sáng nó sẽ cao hơn, đảm bảo cho các bác là cái tầm nhìn và đi về đêm nó sẽ tốt hơn. Vì nhà anh em mà dán cái này tối quá này thì anh em đi về đêm nó sẽ rất là mỏi mắt, và dán tông sáng quá thì cái độ trong suốt nó lại không có độ riêng tư. Và anh em nào mà chưa dán phim nhá, hoặc là đang có nhu cầu dán chuyển tham khảo dán phim cách nhiệt thì hãy đến với Akala Thái Nguyên để bên em tư vấn và hỗ trợ cho các bác. Bên em chuyên cung cấp những cái dòng phim chính hãng của Hàn Quốc và của Mỹ, và phân phối những dòng phim như 3M và Nikko. Cảm ơn anh em. Mấy chuyện nào là ăn va dẫn đấy. Tôi bảo dán phim xịn cho tôi bảo bóc cái phim là gì à? Hả? Không bóc mà dán được à? Dán đè lên. Dán đè lên là càng tốt. Ông chả biết cái gì vậy.
ai đi dán phim xịn mà để lên cái phim đẻo gì? Chạy làm sao mà? Không biết gì thì. Tất cả thế cho tôi tại sao dán này lên được? Dán phim đẻo xịn vào đè lên phim đẻo, thế phim đẻo nó bong thì bong mất vào phim xịn à? Nhỡ đâu nó không bong rồi sao? Thế nhỡ đâu nó bong thì làm sao? Đây ông đi ra chỗ khác đây để tôi còn làm việc. Nhìn làm cẩn thận nhưng làm với vào vẫn là không trả tiền đấy. Nói trước đấy. Các bác có bảo là dán phim thì cứ làm cái tờ giấy bóng ấy, có cái gì mà cách nhiệt mà sao mà nó đắt thế đúng không ạ? Đây, hôm nay em sẽ test cho các bác này. Đây là cái tờ giấy bóng của các bác này, tờ giấy ni lông này, bình thường này. Đây các bác nhìn thấy khâu đi qua máy này. Đấy. Độ chuyên sáng rất là cao, có chống tiêu UV nhưng không đáng kể, và độ cách nhiệt thì còn gần như là không có. Còn cái tờ giấy bóng của em đây, các bác nhìn nhá. Đây là cái tờ giấy bóng của em đây. Đây là mã Crystalite 3M dành để dán cho chiếc xe của các bác. Đấy. Nó cũng là tờ giấy bóng thôi nhưng mà khi mà đi qua cái máy phim cách nhiệt thì các bác có nhìn thấy đấy ạ. Các bác thấy không ạ? Độ xuyên sáng 57 đảm bảo cái độ quan sát cho các bác ở phía cánh bên lái và đảm bảo độ tiến tư. Độ cái chống tiêu UV thì là 100% và độ cách nhiệt lên 98,1%. Đấy các bác thấy không ạ? Cái tờ giấy bóng này của em nó xịn hơn, tốt hơn cho các bác. Không phải là cái tờ giấy bóng các bác, em vừa mới thử cho các bác nhá. Nên các bác đừng nên hiểu lầm là tại sao là cái tấm ni lông nó lại đắt thế. Trong này nó chứa rất là nhiều cái công nghệ để mà trang bị cho cái lớp phim để mà dán lên chiếc xe của bác để mà giảm độ cách nhiệt này, chống tiêu UV này, bảo vệ sức khỏe cho các bác. Đấy. Còn các bác mà vẫn còn lăn tăn về cái địa chỉ dán phim cách nhiệt ấy thì các bác có thể trực tiếp lên web của chính thức của 3M, tra đại lý phim cách nhiệt chính hãng 3M tại Thái Nguyên thì sẽ ra cái đại lý của bên em. Và anh em yên tâm là khi mà đến với Agala Thái Nguyên thì bên em dán cho các bác tất cả những dòng phim đều là chính hãng hết, các bác yên tâm nha. Anh em sử dụng xe ổ tô thì đừng tiếc vài củ khoai để dán phim cách nhiệt anh em nhé. Có nhiều anh em sử dụng xe ổ tô thì khi mà anh em nhận xe thì đã được là tặng một gói phim cách nhiệt rồi, nhưng mà nói thật là cái gói phim tặng ấy thì về chất lượng thì đa số nhé, thì là tất cả gói phim tặng thì họ sẽ dán cho những cái gói gọi là chất lượng nó chưa được cao, đi vẫn còn rát còn nóng. Thì anh em khi về sử dụng xe đi cái thời tiết ví dụ miền Bắc này mà 35-40 độ thì nó cực kỳ nóng luôn, mà đi xa đây anh chủ xe anh ấy, hôm nay anh vừa chia sẻ là anh vừa làm chuyến Nghệ An đi mấy trăm cây số ấy, đi nó thời gian mình đi nó dài ấy, đi nó rất là nóng rất là rát, thì anh về anh lập tức anh phải bóc cái phim cũ đi anh dán lại phim mới đó. Thì em sẽ hiện bây giờ xe này đang tiến hành dán thì em sẽ đo cái chỉ số để anh em biết là cái phim chất lượng thì nó sẽ như thế nào anh em nhé. Trên tay em đây là phim tấm kính lái phim 3M mã CR60, đây là cái chỉ số chiếu sáng, đây là ngăn cản tia UV, ngăn cản tia hồng ngoại là 98%, nên là cái lượng nhiệt loại bỏ rất là tốt, cũng như ngăn cản các tia độc hại từ ánh nắng mặt trời rất là tốt đó. Nên anh em khi mà sử dụng xe ô tô, anh em đi dưới cái thời tiết nắng nóng mà cảm thấy nó rất là nóng rất là rát mà bật điều hòa lên rồi bên trên nó vẫn còn cái hơi nóng ấy, nó vẫn hợp vào ấy, thì anh em qua các gara bảo họ test xem cái chất lượng phim xem là anh em đang sử dụng là cái dòng phim cách nhiệt đã tốt hay chưa. Nếu mà chưa tốt thì anh em tham khảo nên là dán cái gói phim cách nhiệt mới anh em nhá. Hôm nay em sẽ giải thích cái lý do vì sao mà phim 3M Crystalite nó lại đắt tiền hơn các phim còn lại các bác nhá. Rồi, đây là chiếc xe mà bác chủ đã dán cái phim gói cao cấp nhất của bên em từ 2017 rồi. Đấy. Và đây, sau 7 năm sử dụng các bác có thể thấy cái chỉ số của nó. Đây là kính sườn này, vẫn gần như là nguyên đúng không? Đấy, không thay đổi chỉ số nhá. Với những cái dòng phim mà các bác sử dụng những dòng phim mà kém chất lượng ấy, thì khi mà các bác sử dụng 1-2 năm rồi ấy, thì nó sẽ bị giảm chỉ số nhá. Đấy, giảm chỉ số nên vì sao các bác sử dụng một thời gian là phim nó còn không đảm bảo chất lượng nữa. Đấy, không có cái độ cách nhiệt tốt như lúc ban đầu mới dán nữa. Đấy. Còn các bác mà dán phim ở Agala thì bên em bảo hành cho các bác là phim 10 năm các bác nhá. Đấy, kể cả dòng gói phổ thông. Đấy, về chất lượng phim thì các bác yên tâm. Đấy, các bác có thể qua sau vài năm sử dụng các bác có thể qua bên em để bên em test những cái chỉ số phim cho các bác. Đấy. Bác nào mà cần tư vấn về phim cách nhiệt cho xe ô tô thì các bác có thể qua Agala các bác nhá. Vâng. Mazda BT50 thì sau 10 năm sử dụng thì thấy như thế nào? Đây, anh em thấy không ạ? Đây là chiếc Mazda BT50 thì hôm nay có qua bên em để dán lại cái bộ phim cách nhiệt. Thì bác chủ cũng có tâm sự qua rồi. Con xe này thì cũng lấy được 10 năm rồi. Và đây là cái bộ phim mà bên em đã bóc ra cho bác chủ này. Cái bộ phim này thì không biết là của hãng gì bởi vì nó cũng không còn có logo mà nó rất là lâu rồi. Đấy, anh em thấy không ạ? Đây,
trên tay em là một cái bộ máy test phim như này. Đó, tỷ lệ chuyển sáng, tiếng tiêu UV và độ cách nhiệt của một cái máy để test cho những dòng xe mà khi mà đến với cửa hàng bên em thì em sẽ kẹp cái máy này vào cái chân kính để em test cho anh em. Và đây là cái chỉ số đưa ra thì anh em cái bộ phim cũ của chiếc xe này thì chuyển sáng rất là cao, nên tận 35% thì cái độ riêng tư gần như là không có luôn anh em ạ. Đấy, UV thì là 99,7, còn độ cách nhiệt thì nó xuống giảm xuống còn có 40% thôi. Thì cái chiếc xe này sẽ chọn gói phim cách nhiệt nào ạ? Đó là phim cách nhiệt 3M Crystalite anh em nhá. Đấy, là gói phim cao cấp nhất của dòng 3M. Thì đây là cái phim kính lái mà bên thợ bên em đã bắt đầu sấy xong này. Anh em có thể thấy là cái dòng kính lái thì dán nó sẽ rất là khó, bởi vì cái kính của anh em là cong thì bắt buộc phải sấy và ôm cái form vào như này thì mới đưa vào bên trong, và dán là dán bên trong nhé, không phải dán bên ngoài anh em nhá. Đây là cái mảnh phim thừa mà nó cắt từ cái vị trí của cái bản kính lái ra, thì anh em xem cái chỉ số nó sẽ thay đổi như thế nào nhé, và test đây test trực quan cho anh em thôi. Đấy. Anh em có thể thấy là với độ chuyên sáng 57%, bởi vì cái này là kính lái thì ưu tiên cái độ chuyên sáng xuyên suốt để mà anh em đi đêm, đi trời tối có thể nhìn được và không bị mỏi mắt. Và độ cách tiêu UV thì như nào? Tiêu UV sẽ là 100% và độ cách nhiệt nó lên đến 97%. Đấy, thì cái độ cách nhiệt cao như vậy thì nó sẽ giảm thiểu rất là tốt cho các bác khi mà đi xe trời nắng nóng này, để sẽ không bị rát tay này. Và thứ hai là phim 3M là dòng phim quang học. Với cái xe này sẽ còn chọn nguyên cả một gói phim cách nhiệt của 3M, và cái gói cánh sườn nó sẽ là kính CR20. Đây anh em có thể thấy là đấy, độ chuyên sáng nó sẽ cao hoàn toàn nhé. Đấy, độ chuyên sáng của lúc nãy em vừa mới test cho các bác đấy là đến tận 56. Còn cái này nó chỉ còn có 20 thôi, đảm bảo đủ riêng tư cho các bác. Và thứ hai là các bác buổi trời tối bác đi trời mưa bác có thể nhìn thấy cái gương này, anh em không phải khoét một cái lỗ đây nhá, nhìn rất là xấu và mất thẩm mỹ. Đấy, UV thì nó là 100% và TIR lên đến 99%. Và cái bộ phim này theo anh em sẽ là bảo hành cho các bác 10 năm. Đấy, anh em nào mà chưa dán phim cách nhiệt thì hãy đến với Akala Thái Nguyên. Bên em chuyên phân phối lắp đặt những dòng phim chính hãng cho các bác để các bác có thể trải nghiệm và an tâm sử dụng trong thời gian dài. Cảm ơn các bác. Sinh năm mới tinh từ hãng ra, có qua bên em lên một số phụ kiện các bác nhé. Nhất là lên phim cách nhiệt này. Đây các bác có thể thấy khi mà mình dán hoàn thiện xong rồi, các bác nhìn ở ngoài và không bao giờ nhìn thấy cái không gian bên trong xe. Nhưng mà với cái phim cách nhiệt này thì các bác xem ở bên nhìn qua tầm quan sát ở bên trong ra ngoài vẫn rất là ok nha các bác nhé. Đây và cái này là cái chỉ số phim cách nhiệt mà như kính này bên em dán rồi. Đây các bác phải nhìn này, thì mình vẫn nhìn ra bên ngoài bình thường, nhưng mà khi vào bên trong này đấy, khi mà ở bên ngoài các bác nó như một cái tấm gương rồi. Đây đây là chỉ số khi mà dán phim xong này, chỉ số cách nhiệt các bác phải thấy đây, cái mục này là mục IR chỉ số, đây là cái chỉ số cách nhiệt nhé, ngăn cản UV này là 100% và cách nhiệt là 100% luôn, gần như là tuyệt đối luôn này. Nên là các bác ngồi trong xe các bác di chuyển đi dưới trời có thể cực kỳ nắng nóng và mình sẽ không cảm thấy là nắng rát. Và đây tất cả những cái chi tiết nhựa đen bóng này đã được bên em dán PPF nhé. PPF cái này chống xước, thì các bác có thể cạo xước này, nó xước bề mặt ở cái mức nhẹ thì nó có thể tự phục hồi được. Và xe mới thì mình sẽ lên một cái bộ camera hành trình để trang bị cho xe này. Còn đây là anh em kỹ thuật đang chuẩn bị vào kính lái. Bác nào mà cần lên những cái phụ kiện gì cho xe của mình thì các bác có thể qua Akala các bác nhá. Dán phim cách nhiệt như nào vừa đảm bảo chất lượng mà vừa giảm thiểu chi phí cho anh em? Chắc rằng nhiều anh em đang sử dụng xe ô tô thì đang quan tâm đến cái vấn đề dán phim cách nhiệt như thế nào, đảm bảo chất lượng mà chi phí lại giảm thiểu chi phí tốt nhất. Thì hôm nay bên em đang tiến hành dán phim cách nhiệt cho một xe bán tải Forerunner XLS. Đấy, thì đây là bên em tiến hành dán một gói phim kính lái là phim 3M, rồi kính sườn là mic phim Kunlak của Mỹ. Đấy, như vậy vẫn đảm bảo cho anh em về chất lượng. Thứ hai là sẽ giảm thiểu cho chi phí cho anh em từ 3 đến 4 triệu đồng. Đó. Đây là bên mình đang tiến hành dán phim cách nhiệt, kính lái là mã CR60 và kính sườn thì mình dán phim Kunlak với cái mã là C05 và C20. Đó, một cái gói phim như này chi phí loanh quanh chưa đến 10 triệu đồng mà anh em đã trang bị được một cái gói phim gọi là cực kỳ ngon, lại còn bổ rẻ. Đấy, bảo hành cho anh em 10 năm, bong chóc nổ rộp lỗi phim. Đấy, anh em nào đang sử dụng xe ô tô mà cần dán phim cách nhiệt hoặc là muốn test phim cách nhiệt miễn phí xem chất lượng phim cách nhiệt trên xe ô tô của anh em như thế nào thì em mời qua Akala Thái Nguyên với địa chỉ 579 Phan Đình Phùng. Một gói phim ngon bổ rẻ, chưa chắc anh em đã biết, kính lái vẫn được trang bị là phim
3M Crystal Light mã CR60. Đấy, một gói phim chưa đến chục củ đâu, anh em đã trang bị được một gói phim cực kỳ ngon nhá. Kính lái là phim xịn này, CR60. Kính sườn thì mình sẽ trang bị một dòng phim khác, mic phim Deco của Hàn Quốc. Đấy, cái chi phí rất là vừa phải và bảo hành tất cả cho anh em 10 năm bong chốc đổ dầu lỗi phim. Kính sườn thì mình dán cái gói đặc biệt của dòng phim Deco và mã là mã NC20. Đó, đây mọi người nhìn thấy, không tối quá, không sáng quá, vẫn đảm bảo cho anh em là ngon, bổ, rẻ. Đấy, bảo hành chính hãng luôn. Anh em nào đang sử dụng xe ô tô, mới lấy xe ô tô, qua ngay Agala Thái Nguyên, ô tô và Sà Long Thái Nguyên tham khảo với những gói phim nó ngon nhất, hợp lý nhất. Nhắc đến phim cách nhiệt thì các bác thường nghe đến là 3M là phim xịn đúng không các bác? Đấy, cái logo như này, các bác thấy logo quá là nổi tiếng rồi đúng không ạ? Đấy. Thì phim cách nhiệt của 3M nó có một cái ưu điểm, đó là nó là phim quang học 200 lớp. Ví dụ như cái bộ mã cao cấp nhất của nó đây, mã CR, nhưng mã này là Crystal Light, dán kính trước này sẽ là CR60 các bác nhé. Bộ CR60. Khi mà đi trời mưa, gặp ánh nắng thì các bác sẽ thấy cái hiệu ứng bảy sắc cầu vồng của nó, và chỉ duy nhất ở trên mã CR này có đây. Đấy, 3M mới có. Và phim 3M ấy, thì nó ở hãng sẽ bảo hành cho các bác 10 năm. Đấy, 10 năm đổi mới liên quan đến bong chóc hoặc là xuống cái chỉ số nhé, chỉ số giảm. Đấy, chỉ số chống nóng giảm nhé. Ví dụ em lại không cầm cái máy đo đây. Ví dụ cái phim này các bác nhé, khi các bác trước khi các bác dán này, đấy, ví dụ các bác đo ở đây nó tỷ lệ là 100% ạ. Nhưng mà sau 3 năm sử dụng mà các bác đo chỉ số nó giảm xuống còn có 70 hoặc 80. Đấy, thì hãng sẽ dán đổi mới cho các bác nhé. Đấy. Có nhiều phim cách nhiệt tại sao các bác khi mà các bác đo nhưng mà khi các bác chỉ số rất là cao nhưng mà các bác dán vào rồi các bác đi ấy, thì vẫn nóng như thường, bởi vì ấy, là khi các bác đo chỉ số ở trên máy ấy, là chỉ số thực tế của nó, nhưng mà sau vài tháng sử dụng ấy, thì nó sẽ bị giảm cái chỉ số đấy nhé, qua thời gian sử dụng đấy bị giảm chỉ số, nhưng mà riêng 3M nó bảo hành cho bác về cả giảm chỉ số luôn. Đấy, bác nào ở Thái Nguyên hoặc ở khu vực Thái Nguyên đấy, các bác phải qua Gala để trải nghiệm phim 3M thực tế các bác nhé. Rơ thì lên đồ gì được anh em? Đây là một chiếc Ford Ranger 2024. Xe này thì cũng lên một số đồ rồi nhưng mà vẫn còn thiếu. Đấy, xe này bằng Sport nhá. Xe này lên một mới lên một đúng một cái thanh thể thao Buffalo thôi. Còn lại thiếu rất nhiều đồ. Thì như một chiếc xe này nếu mà anh em hôm nay sẽ tư vấn cho anh em lên món đồ gì thì là nó hợp lý, nó sẽ phụ thuộc nhu cầu sử dụng từng người thôi. Nhưng mà nếu mà những món đồ cơ bản thì anh em nên lên những đồ này. Đầu tiên nếu mà anh em mà chở đồ nhiều, anh em lên một cái lót thùng này. Nguyên bản xe này là trơn, chưa có lót thùng, anh em nên lắp một cái lót thùng nhựa. Đấy, nó tầm 3 củ thôi. Trên này mà anh em mà hay chở đồ mà cần chống nước ấy, thì anh em lắp thêm một bộ nắp thùng nữa. Anh em có thể lắp một bộ nắp thùng cuộn hoặc là nắp thùng 3 tấm, đó là hay nhất. Đây thì có thể anh em lên một bộ ti cốp nữa. Cái này thì nó chưa có ti, chỉ có ở bản Raptor thì nó có ti một chiều thôi. Anh em lên một cái ti cốp Thái Lan đây nữa là lên xuống này nó cực kỳ nhẹ. Đó, đây là những cái món đồ cơ bản nhé. Về bên trong này thì nếu mà anh em nào hay phải đi nhiều người và đi xa thì em nên lên làm một hàng ghế trượt. Thì mình đẩy cái hàng ghế đằng sau này lên, nó lên được tầm 10 phân này, thì anh em đi xa thì nó đỡ bị mỏi lưng. Đấy, chứ còn là anh em nào mà chạy xe bán tải biết rồi đấy, đi mà đi đường xa mà ngồi hàng ghế sau thì nó cực kỳ đứng, cực kỳ mỏi. Tiếp theo thì phim cách nhiệt thì không thể thiếu, và phim cách nhiệt thì bên mình đang tiến hành dán trong này nữa. Trong này thì anh em nên trang bị thêm một cái camera hành trình. Anh em nào hay nghe nhạc nhiều thì lắp thêm một cái loa trung tâm. Ở vị trí màn hình đây thì anh em có thể lắp thêm một bộ Android Box. Đấy, hai không lắp Android Box thì mình có thể là kết nối qua điện thoại cũng được. Nhưng mà lắp Android Box thì sử dụng đầy đủ các tính năng nghe nhạc, xem phim, giải trí, bản đồ dẫn đường thì nó rất là tiện. Đó, xe này thì đã lên một bộ sàn đúc rồi. Nhưng mà nguyên bản nó vẫn là cái sàn nỉ nhá. Bộ thảm đúc, thảm sàn ấy, thảm đúc đây, nhưng mà nguyên bản của nó là sàn nỉ. Đây này, cái sàn nỉ này thì anh em nên trải thêm một bộ sàn da trơn simili. Bộ đấy thì nó cũng rất là rẻ đấy, bộ đấy thì nó chỉ loanh quanh được tầm một củ thôi, không nhiều, không đắt đâu. Đó,
thì những cái món đồ mà dành cho xe bán tải, anh em những món đồ cơ bản mà anh em nên tham khảo và phụ thuộc theo nhu cầu anh em sử dụng thì anh sẽ lựa chọn cho mình những cái món đồ nó hợp lý nhất. Còn nếu mà ở khu vực Thái Nguyên hoặc quanh khu vực Thái Nguyên cần lên đồ cho xe bán tải thì qua gặp em Hưng Akala Thái Nguyên. Trời, nắng nay mà đi không có phim cái nhiệt thì bố ối dồi ôi luôn. Trời nắng gái VF6 đi không chịu được là phải qua em dán phim 3M ngay. Chuẩn 3M chính hãng, 3M Crystalline, kính lái mã CR60. Nói gì mà nói chứ còn là xe mới mà không có phim đi thực sự là rất là nóng, rất là rát. Anh em cứ trang bị thêm một cái gói phim cách nhiệt. Đấy, dù loại vừa loại tốt thì nó cũng ngăn cản các cái tia hồng ngoại, tia UV cũng như là đi nó đỡ nóng đỡ rát hơn nhiều anh em nhé. Trời nóng thì mới biết tác dụng của phim cách nhiệt. Đấy. Mà đặc biệt là các bác nào dán những cái dòng phim cách nhiệt giá rẻ mà kém chất lượng nha các bác nhá. Đấy. Thì các bác mới thấy là cái cảm nhận rõ rệt khi mà đi trời nắng. Đấy. Hôm nay thì bên em liên tục bóc phim cũ và dán phim mới các bác nhá. Đây, những cái phim kém chất lượng này. Đấy. Thì với như chiếc xe này thì kính lái và bên em đã dán là 3M nhá các bác. Bác chủ Túc Sơn này chọn full 3M hết toàn xe luôn. Đấy. Và các bác có thể test được trực tiếp những cái dòng phim, cái chỉ số của phim 3M khi mà các bác chưa dán nha các bác nhé. Đấy. UV thì là 100 rồi. Đấy, cách nhiệt nó là 98%. Đấy, còn khi mà các bác dán lên xe là nó, khi mà mình đi ở dưới cái trời nắng nóng ấy, thì các bác mới cảm nhận được đấy, là cái độ nóng của nó như thế nào. Còn nhiều bác đây, nhiều bác dán những cái dòng phim đấy, phim khi mà dán phim kém chất lượng nhá, phim này em bóc ở xe ra này đấy, bác bảo đi chả đến mát gì cả. Đây, cách nhiệt mới được có 26% này thì các bác mà để xe hoặc là mình di chuyển dưới trời nắng làm sao mà nó có thể cản nhiệt được tốt, đúng không ạ? Đấy, nên là các bác đi dán phim, các bác lựa chọn phim thì các bác nên lựa chọn những cái dòng phim hoặc là mình tham khảo những cơ sở nó uy tín để các bác để lựa chọn phim dán cho xe của mình nó đảm bảo chất lượng và không bị mất tiền oan các bác nhé. Anh em nào cũng bảo là cái phim nào cũng như phim nào đúng không? Đã dán phim cách nhiệt rồi thì thằng nào chỉ giống thằng nào, nhưng mà không anh em nhá. Mỗi dòng phim mà thì nó sẽ theo một cái công nghệ khác nhau, chẳng hạn như thằng 3M nó là phim quang học với 200 lớp. Nó là dòng phim hiện tại bây giờ đang là dòng phim tốt nhất và hiện tại cản nhiệt tốt nhất trên thị trường hiện nay. Còn anh em đây, anh em cứ bảo phim nào cũng như phim nào đây này. Đây là chiếc Toyota Vios mà em vừa bóc cái tấm phim kính lái của chiếc xe này ra. Thì cái xe này cũng sử dụng được mới dán được cũng khoảng độ 3 năm thôi. Và bây giờ đây thì màu phim thì anh em cũng thấy thế, là màu phim thì vẫn là còn đúng không ạ? Nhưng mà cái chỉ số này, ánh sáng nó sẽ bị xuống rất là nhiều. Cái độ cách nhiệt nó chỉ còn có 26% thôi. UV thì 99. Đấy, còn cái phim 3M thì như thế nào ạ? Đây, anh em có thể thấy phim 3M với chỉ số UV là 100, độ xuyên sáng đảm bảo cho anh em là 60 và độ cách nhiệt lên 97%. Và anh em bảo là đây nhá, anh em nhìn thấy không ạ? Đây là với một cái máy test. Đấy, sau khi qua cái tấm kính này rồi thì anh em có cảm nhận thấy là nó sẽ có thay đổi không ạ? Đây. Đây là cái phim mà ấy đi qua đây. Thì anh em nhìn thấy không ạ? Đấy, sau khi mà cái phim nó qua cái phim nó có qua cái đèn năng lượng mặt trời ấy, thì nó đã rất là nóng và nó đã không thể cản được cái tia ánh nắng mà sản sinh cho. Còn đây anh em đợi em chút, đây là cái tấm kính lái 3M mà sau khi bên em đây là tấm phim 3M. Đây anh em thấy đây là một cái tấm phim cuộn phim 3M đây. Đấy, dòng phim 3M, dòng phim 200 lớp nhá. Con này anh em nhúng xuống nước nó sẽ đổi màu này. Và khi mà đi qua, anh em khi mà đi qua cái đèn cái độ cách nhiệt ấy thì xem cả là cái quạt này, cái năng lượng mặt trời này, cái năng lượng nó có bị loại bỏ không nhá. Và nó sẽ bị tiêu hao nhiều hay không. Đây. Đây là cái kính mà chưa được dán. Và sau khi mà anh em có dán rồi này. Đây chẳng hạn như đây là cái tấm phim mà em đi qua. Anh em thấy không ạ? Quạt nó sẽ không còn quay nữa. Đấy.
Nhưng khi em bỏ tấm phim ra này, anh em thấy không ạ? Quay luôn và anh em cho tấm phim vào, nó sẽ cái quạt này sẽ dừng lại này. Đó. Đấy, rất là nó đây là cách nhiệt vào làm bằng thực tế và anh em có thể nhìn thấy bằng mắt thường và có cảm nhận và có phân biệt cho anh em luôn. Đấy, còn anh em nào mà chưa dán phim nhá, hãy đến với Akala Auto, Akala Thái Nguyên, Auto 365 Thái Nguyên để bên em tư vấn dán cho anh em những dòng phim chính hãng tốt nhất và hiện tại thì hiện nay cho anh em có bảo hành cam kết cho anh em cho anh em nhá. Cảm ơn anh em. Anh em có thể thấy đây là một căn phòng bên em dành riêng để cho các kỹ thuật viên để dán phim cách nhiệt anh em nhá. Thì nó sẽ là một cái phòng kín như này. Tại sao lại dán phim trong phòng kín ạ? Cái phòng kín như thế này sẽ đảm bảo cho anh em là cái môi trường không khí nó không bị gió này và thi công an toàn hơn và nó sẽ ít hạn chế cái phần bụi cho anh em và đủ cái tiêu chuẩn để mà dán phim. Thứ nhất là ánh sáng và thứ hai là nhiệt độ phòng và thứ ba là cái không gian bụi gió riết nó sẽ không có và hạn chế tốt nhất cái phần anh em dán nó có bụi li ti trên cái phần kính này. Đấy, về như cái xe này thì em đang dán nó là gói phim của Hàn Quốc. Thì anh em thấy đây không hoàn thiện xong thì anh em có thể thấy là cái độ riêng tư rất là cao và độ cách nhiệt nó rất là tốt nhá. Đấy, trước khi mà dán phim cách nhiệt thì bên em nó sẽ có một cái những cái thủ cụ test, cái phòng tủ test như này cho anh em này. Đấy, anh em đây có những cái tấm phim nó dán sát lên như này để test cho anh em xem là cái mẫu mã phim như nào, anh em sẽ được test thử trước sau khi em dán. Đấy, anh em đồng ý ưng ý rồi thì bắt đầu em sẽ tiến hành thi công và dán cho anh em. Đây, như cái chiếc xe này thì bên em thì có kỹ thuật viên em đang dán rồi, đã sắp xong rồi, chỉ còn mỗi kính lái nữa thôi là hoàn thành cái gói phim cho chiếc chủ xe mà chị chủ xe này và cái gói phim này bảo hành cho anh em đấy tận 10 năm. Đấy, bất kỳ vấn đề gì xảy ra như bong chóc, phồng rộp này, bay màu, bay mùn phim này thì bên em sẽ chịu trách nhiệm dán lại cho anh em trong vòng 10 năm đấy. Và cái anh em đi 8-9 năm rồi mà bị tình trạng lỗi bên em qua bên em vẫn dán cho anh em nhá. Đấy. Và đây dán tất cả dán phim chắc là dán bên trong. Đây, anh em thấy chị là phim em đang gạt nước để mà dán phim đây. Và khi dán phim thì nó sẽ có những cái đấy, nhiều anh em cũng có hỏi là nếu mà dán phim thì dán bằng cái gì và sử dụng bằng cái nước gì. Đây nó sẽ có dung dịch dán phim riêng nhé. Đấy, dùng dán phim riêng để dán cho bạn bảo bảo cái bộ phim của anh em nó hoàn thiện tốt nhất. Anh em nào mà đang phân vân mà chưa có cái chưa tìm hiểu được cái dòng phim nào hoặc là đang muốn có nhu cầu dán phim ấy, thì hãy đến với Akala Thái Nguyên ngay để bên em tư vấn và dán cho các bác. Cảm ơn các bác. Hôm vừa rồi mình bảo với anh em là mình làm cái dòng Mazda sinh năm Mazda 3 là bóc phim cũ đi và dán lại cái phim mới nhiều nhất. Anh em không tin. Đây, mỗi ngày thông thường sẽ làm 1-2 con Mazda và trong đó thì sẽ có cũng sẽ một xe, ít nhất phải có một xe là bóc cái phim cũ đi và dán lại phim mới. Đây, phim cũ của xe đây, đây nhìn đây, đây là phim cũ của xe nhá, phim Luma nhá. Đây tấm kính lái nhá, đây tấm kính sườn nhá, bên mình bóc ra nhá. Đấy, anh em cứ bảo không tin. Đây, đang dán lại phim 3M Crystalline cao cấp nhất, mã kính lái là CR60 và kính sườn CR20. Các chỉ số của nó sẽ là loại bỏ cái lượng nhiệt ở tầm hơn 50%, ngăn cản tia UV là 99% và ngăn cản tia hồng ngoại là 98%. Đó, một cái dòng phim rất là chất lượng và đặc biệt nó là dòng phim khoa học được ép từ 200 lớp thì nó không có gây cản sóng. Đó, cái hay của phim khoa học là như vậy. Đó, thì bây giờ anh em tin là ở Akala Thái Nguyên là một tháng có thể dán bóc cái phim cũ này và dán lại phim mới của dòng xe Mazda tầm 340 xe vậy ạ. Nếu mà chưa tin thì em mời qua Akala Thái Nguyên trải nghiệm anh em nhá. Chuyên mục dán phim cách nhiệt cho xe. Đây, anh em thấy không ạ? Bắt đầu vào mùa hè rồi mà hôm nay lại có bão nhiệt nha anh em nhá. Nên là dự đoán là cái mùa hè năm nay rất là nóng. Đấy, nếu mà anh em nào mà xe mà chưa trang bị phim cách nhiệt nhé, hoặc là đã dán phim cách nhiệt nhưng mà dán phim kém chất lượng thì hãy ghé ngoài Akala Thái Nguyên để dán phim cách nhiệt nhé. Thì bên em đang phân phối và dán cho các dòng phim của Neko, Kunlak và 3M. Đấy, đều là những dòng phim chính hãng. Đấy, đây là em đang thi công dán cho chiếc Ford Transit với cái gói phim Neko của Hàn Quốc. Thì với cái gói kính sườn, đây em đang thi công dán cho nó đây. Đấy, phim sẽ được dán vào bên trong nhé. Nhiều bác cứ thấy và sấy ở bên ngoài thì nghĩ là dán ở bên ngoài nhưng không phải. Cái này sẽ là tất cả thi công đều dán vào bên trong. Vậy khi mà anh em dán bên ngoài này, đi rửa xe này hoặc cái gạt mưa lâu ngày gạt ấy thì nó sẽ giảm sức cái phim và ảnh hưởng tầm nhìn của anh em và nó sẽ hỏng cái lớp phim của anh em đi. Còn dán tất cả thi công sẽ là dán bên trong này. Đấy. Vệ sinh sạch yêu cơ đòi hỏi cái yêu cầu kỹ thuật rất là cao. Vì anh em dán lâu dán phim thì dán không kỹ thì nó sẽ bị bụi và bẩn, nó sẽ hỏng cái tấm phim.
ảnh hưởng đến tầm nhìn của anh em. Đấy, dán thì như bình thường mà em sẽ có cái phòng bên trong để thi công để dán phim như này, nhưng cái xe này nó to quá nên là sẽ không chui được vào đi vào cái phòng đấy nên sẽ dán ở bên ngoài. Nhưng mà sơ dán ở bên ngoài bên em cũng hạn chế hết mức có thể vì bên em có nhà xưởng bên trong gió tĩnh đấy, bảo bảo thi công an toàn cho anh em đấy. Còn anh em nào mà chưa dán phim cách nhiệt nhé, hãy đến với Agala Thái Nguyên, Auto 36 Thái Nguyên để bên em tư vấn đầy đủ các thiết bị máy test cho anh em, và tất cả dán cho anh em đều là dòng phim chính hãng, bảo hành lên đến 10 năm cho anh em nhé. Cảm ơn anh em. Đấy, hôm nay em sẽ test cho các bác biết tại sao là mình phải dán phim cách nhiệt và giá trị của phim cách nhiệt này nha các bác nhá. Đây, ví dụ đây là cái máy để test cái chỉ số này, độ truyền sáng này, chống tia UV và ngăn cản cái tia cực tím. Đấy, nó chính là cái bức xạ tạo ra cái hơi nóng ở trong xe đấy. Đây, khi mà có phim này các bác này, đấy, phim 3M này, thấy không? Chỉ số cái mã này là ở ngoài kính sườn nha các bác nhé. Thì độ xuyên sáng của nó là 20%, đấy là 19,8%. Đấy, còn đây là chống cản tia UV này, 100% này. Đấy, còn cách nhiệt của nó là 98%. Đấy. Đây là cái mã tấm kính sườn nha các bác nhé. Đấy. 98%, bởi vì khi mà qua cái kính này nó sẽ đỡ hơn này. Đấy. Còn đây em sẽ test cho các bác thấy là khi mà qua cái bóng này. Đây. Bóng đèn này sẽ là một bóng này là 250W, hai bóng là 500W. Đấy, đây, ở đây các bác có thể thấy cái sức nóng này. Đây. Đây là cái quạt mà sử dụng bằng năng lượng mặt trời nha các bác nhé. Đấy, khi mà có cái nhiệt, đấy, nắng vào đây nó hấp thụ nhiệt vào đây thì nó mới quay này. Thấy không? Đấy, em cho ra ngoài này, nó sẽ không quay. Đấy, đúng không các bác? Đấy, ra ngoài này kể cả ánh sáng này không quay, nhưng mà có cái năng lượng nhiệt vào đây cái nó sẽ quay này. Đấy. Đây, khi mà cho đây là một cái phim, đây các bác có thể thấy cái hơi này. Đấy, cho càng gần thì càng quay càng nhanh đúng không ạ? Đấy, cho đây nó, đây xa đây là nó không quay này, nhau gần này. Đấy, còn đây cái này là chưa dán phim nhá, tấm này là chưa dán này. Đấy, đây còn tấm này là dán phim cách nhiệt rồi. Đấy, đây kể cả dí hẳn vào đây không quay này, các bác thấy không? Đấy, đây là kính sườn này. Ví dụ đây, đấy, mở ra lại quay tiếp này, đúng không ạ? Đây, ví dụ qua tầm kính lại nữa này. Đấy, các bác thấy độ cách nhiệt mà khi mà dán phim cách nhiệt chưa ạ? À, đúng không? Đây, tấm này chưa dán phim này. Đấy, tương tự như xe chưa dán. Đấy, dán phim xịn vào các bác thấy nó khác hoàn toàn đúng không ạ? Đấy, ở Akala Thái Nguyên thì bên em có đầy đủ những cái bộ test nhiệt hoặc là những cái máy đo chỉ số phim cho các bác nhé. Đấy, các bác yên tâm. Và thứ hai đó là Akala và Auto 365 Thái Nguyên là đại lý chính hãng của 3M. Các bác có thể qua Akala để bên em dán phim cách nhiệt cho xe của mình các bác nhé. Sao phải dán lại phim cách nhiệt à anh em? Chắc là nhiều anh em thấy khi mà anh em Gala quay cái video lên bảo là bóc cái phim cũ đi dán lại cái phim cách nhiệt mới, anh em không biết lý do tại sao mà phim có rồi mà bóc đi dán lại. Thì phải chia sẻ với anh em một vấn đề như này thôi, là cái xe mà đã được trang bị phim cách nhiệt và đã được dán tặng nhé, dán phim là dán gói tặng đó, thì đa số 10 anh em đi thì 9 anh em đều phải, nếu mà đi nhiều đều phải dán lại hết, bởi vì là cái phim tặng ấy thì cái chất lượng phim nó rất là kém, đi nó rất là nóng, đến mùa nóng đi anh em cảm giác nó cực kỳ nóng và rát luôn, nhất là ở cái khu vực cái táp lô này. Đấy, cái lượng nhiệt ở trên kính lái này nó hợp xuống đi cực kỳ nóng đó. Thì nhiều anh em bảo là xe dán rồi cần gì phải dán lại đúng không ạ? Thì thực ra thì có như cũng theo quan điểm cá nhân của từng người đó, nếu mà anh em muốn cái dòng phim chất lượng tốt, đi nó mát, không bị nóng, không bị rát, thì em nên trang bị những dòng phim cách nhiệt mới, chất lượng hơn, tốt hơn, cách nhiệt tốt hơn, ngăn cản các cái tia UV cũng như tia hồng ngoại. Đó, còn anh em nào mà thấy cái phim chất lượng xe của mình nó ổn rồi, ok rồi thì em cứ sử dụng, nó không phải dán lại. Đó, còn anh em nào muốn tìm cơ sở cũng như là dán những cái dòng phim chất lượng uy tín tại khu vực Thái Nguyên thì em mời qua Akala Thái Nguyên anh em nhá. Anh em cứ bảo là dán phim cách nhiệt vào nó không cách được nhiệt đúng không?
Đây, hôm nay em sẽ làm cho anh em mà anh em thấy cảm thấy là bỏ cái đồng tiền ra mà mình dán phim cách nhiệt là đúng bằng theo cái nghĩa là bỏ đồng tiền ra và anh em xứng đáng được thưởng những cái gì anh em mình xứng đáng nhận lại được. Đây, cái này sẽ giống hai cái bóng điện này, nó tỏa ra cái năng lượng rất là cao, giống như cái năng lượng mặt trời của anh em mình mà khi mà anh em đi ngoài nắng ấy. Đây, dí vào đây anh em cảm thấy rất là nóng nha. Đây, minh chứng cho anh em, đây là cái quạt năng lượng mặt trời này. Bình thường anh em để ra ngoài nó sẽ không quay đúng không, nhưng mà chỉ cần đưa vào đây anh em nhìn thấy không ạ, đấy, càng đưa lại gần thì nó càng quay tít, và đi ra xa thì nó bắt đầu nó sẽ dừng lại. Ê, anh em thấy không ạ? Đấy, và một cái máy chỉ đo chỉ số nữa. Bình thường đây anh em bảo là cái máy chỉ số này đo của các ông chỉ là ảo thôi, bởi vì các ông dán phim thì các ông mới có cái máy này để ông kẹp vào đúng không ạ. Như bình thường đây này, đây là cái tấm kính trắng này, đấy anh em thấy không ạ, xuyên sáng rất là cao, cách UV thì không có và độ cách nhiệt thì bằng không, gần bằng không đấy. Thì đây anh em thấy không ạ, khi mà cái quạt này, cái quạt năng lượng mặt trời này đưa vào cái đèn này thì nó chạy đúng không ạ. Đấy, khi mà anh em chưa dán phim anh em thấy cái trời còn thời tiết như nào ạ, anh em chỉ cần đưa vào là nó đã chạy rồi đúng không ạ, rất là tít đúng không. Đấy anh em thấy không ạ, đây anh em đưa vào là nó chạy, bỏ ra xa thì nó dừng, đưa vào nó chạy đúng không ạ. Đây là một cái tấm phim bên em đang đã dán lên cái tấm kính này để test cho anh em, và sau khi có qua phim thì nó sẽ như nào. Đầu tiên là khi mà qua cái máy này, đây anh em có thể thấy này, độ xuyên sáng này nó sẽ giảm về để đảm bảo cái độ riêng tư cho anh em. Cái này là cái tia UV, cách tia UV rất là tốt và độ cách nhiệt nó lên đến 93,3%. Đấy, thì có thật sự nó có cách được nhiệt không? Đây, anh em chỉ cần kéo cái tấm này ra và đưa cái quạt năng lượng mặt trời vào, dí sát vào này, anh em thấy không chạy đúng không ạ? Em không tác động gì nhá. Đấy, các bác nhìn thấy không ạ? Đấy, để rất là lâu cũng không chạy. Các bác thấy không ạ? Đấy, nhưng mà các bác chỉ cần bỏ cái này, em chỉ cần bỏ cái này ra nhé. Các bác thấy không ạ? Đấy, sau khi đi qua phim, các bác thấy không ạ? Bắt đầu quạt nó sẽ chạy dần, chậm dần, chậm dần, chậm dần. Lại rồi đấy, và bắt đầu và nó sẽ không chạy nữa. Các bác thấy không ạ? Ok chưa ạ? Đấy, anh em chỉ còn bỏ ra một cái chi phí rất là nhỏ thôi để sắm cho mình một cái bộ phim cách nhiệt như này lên trên xe, và nó sẽ giảm được cái tối đa cái nhiệt năng mà chiếu vào trong xe của anh em. Tất nhiên là nó sẽ vẫn còn nóng nhưng mà nó sẽ giảm đi rất là nhiều cho anh em. Thứ nhất là để sẽ giảm thiểu cái chi phí điều hòa, cái điều hòa của anh em nó sẽ chạy ít đi, thì đảm bảo cho anh em là cái năng lượng tiêu thụ nó sẽ giảm đi và anh em sẽ từ đó anh sẽ tiết kiệm được xăng. Và thứ hai là những cái nội thất bên trong xe của anh em khi mà nó chiếu vào ấy, nó rất nắng ấy, thì nó sẽ bị bạc màu, và trong thời gian dài mà anh em sử dụng 5-7 năm thì cái chính cái xe của mình, những cái nội thất bên trong nó sẽ bị bạc màu đi, trông rất là xấu. Đấy, chỉ cần bỏ ra cái chi phí từ 4 triệu thôi là anh em đã sở hữu một cái bộ phim như cách nhiệt như này rồi, thương hiệu của Hàn Quốc và bảo hành cho anh em 10 năm. Bên em Auto 365 Akala Thái Nguyên cam kết nói không với hàng giả, hàng kém chất lượng. Cảm ơn anh em. Thì ở đây nó có ba cái chỉ số này, cái này là chỉ số chuyển sáng, tức là cái độ trong sáng tối của phim. Đấy, đây là chỉ số sáng là 57% này, UV 100%, hồng ngoại quan trọng, cái này 98%. Còn cái lượng nhiệt mà bỏ. Thế mày từ lấy cái phim 1,5 triệu của mày ra xem nào. 1,5 triệu như 3,5 triệu của mày để so sánh. Nó gần bằng thôi, nhưng mà cái tông này nó tông tối hơn. Đấy, cái này 3,5 triệu. Để em lấy cái 1,5 triệu cho anh xem nhé. Vẫn thế bằng cái kia. Không, cái kia 98% chứ, kia hơn chứ, kia ngon hơn nhiều. Mà cái phim này nó không phải là phim khoa học 200 lớp. Đấy, thằng chỉ có thằng này 200 lớp này. Đi em xịt nước lên trên này nó là ánh đỏ này, thằng này không có này. Có 100 lớp thôi. Cái phim 3,5 triệu kia, 3,5 triệu kia thì đúng số không có, mà phim 1,5 triệu không có, chỉ có thằng này phim khoa học 200 lớp nó ép được thì nó mới có hiệu ứng 7 màu này. Đấy, chuẩn phim 3M xịn. Đấy, còn thằng này nếu mà 1,5 triệu kia thì số của nó chỉ rơi là khoảng tầm 92-93%. Cái này bảo hành đến 10 năm. Trọng. Bảo hành đến lúc vỡ kính rồi thôi. Nóng quá anh em ạ. Mà nóng thế này phải đi dán phim cách nhiệt thôi anh em ơi. Sáng giờ cũng ngót nghét 4 năm xe rồi. Xe này xe Hyundai i10. Bên mình đang tiến hành dán phim lại. Bóc phim cũ đi dán lại phim mới.
phim cũ đây, chất lượng rất là kém đi, rất là nóng. Thì bên mình đang tiến hành dán lại cả xe phim kinh Nhật Neko Hàn Quốc. Đây, quay mấy xe này. Đây là xe đã dán xong rồi nhé. Phim này thì con này lên phim 3M. Đây một chiếc Toyota Vios cũng dán xong rồi, cũng lên phim 3M đây. Nói chung là anh em nào mà đã đi xe nhiều và đã trải nghiệm cái dòng phim 3M rồi thì em cứ tin dùng phim 3M anh em nhé. Bên này một chiếc Honda Brio. Xe này thì bên mình đang tiến hành lắp đặt màn hình Android. Cái đầu nguyên bản đây, đầu nguyên bản của xe đây. Nói chung là nó nhỏ, với thứ hai nó chả sử dụng được tính năng gì, nghe nhạc xem phim giải trí chả có gì cả, bản đồ cũng không. Nên là anh em đang sử dụng những cái dòng xe như này ấy, nên lắp đặt một bộ của màn hình Android sử dụng cho nhiều tính năng và yên tâm hơn. Tiếp theo bên này một chiếc Honda, một chiếc Mazda CX-5. Xe này thì cũng là một số hạng mục. Xe này thì đang tiến hành dán cái nóc, dán nóc đen, dán chấu xước một số chi tiết và dán PPF. Đó. Đấy. Có xe này thì xe mới tinh trong hãng ra, ni lông vẫn còn biển chưa bấm luôn, đã làm một số hạng mục như là dán nóc này, dán PPF bảo vệ nội thất này, bậc lên xuống này. Đó. Thì anh em nào quanh khu vực Khánh Nguyên cần tìm một địa chỉ độ xe uy tín, chất lượng, giá thành ok, em mời qua Akala Thái Nguyên với địa chỉ 579 Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên anh em nhá. Hè tới rồi các bác ạ. Đấy, lại Akala bên em lại lên cho em túc sơn này full 3M anh em nhá. Rồi. Anh em kỹ thuật đang vào phim kính lái đấy ạ. Đấy. Và hôm nay thì rất nhiều xe dán phim ở bên em. Thì vừa rồi em có làm xong cho chiếc Mazda 3 và Toyota Cross rồi. Đấy, thì tiếp tục vào túc sơn đây. Đấy, chiếc này là chiếc thứ 3 làm 3M này. Còn hai chiếc VF6 và Toyota Ray nó đang chờ. Đó. Thì anh em xe anh em mà đang có phim hoặc là chưa có phim. Đấy, nếu mà anh em nào dán phim rồi ấy, nhưng mà phim nó đi quá nóng nhá. Đấy, thì anh em có thể qua Akala để anh em trải nghiệm cái phim, chất lượng phim, và anh em có thể lựa chọn cho mình cái gói phim phù hợp với xe của mình các bác nhá. Hôm nay lại phải tăng ca trưa rồi anh em ạ. Rồi thì chiếc xe này đang dọn nội thất này. Chiếc xe này dọn nội thất, phải tháo ghế các bác nhá, hạng mục phải tháo ghế ra nội thất và làm cả sàn. Đấy, hai chiếc này thì chiếc này dán kính lái 3M này. Đấy. Bác chủ này đã dán kính lái 3M ở bên full xe 3M của bên em rồi. Đấy. Đây. Đây là bác đã dán full 3M rồi nhá các bác nhá. Đấy, nhưng mà vì hôm rồi bác đi nó bị bác phải thay lỗi, bác phải thay cái kính lái nên là hôm nay lại phải qua dán lại kính lái nhá. Đây, 3M khi mà dán lên xe các bác có thể thấy cái chỉ số của nó này, đúng không ạ? Đấy. Đây là chiếc này dán nguyên kính lái, còn chiếc VF6 này dán full xe. Đấy. Còn với một chiếc Tucson, đấy, anh em đang bóc phim cũ ra để dán lại. Thì phim cũ bác chủ lựa chọn cái dòng phim mà từ lúc mua xe là hãng đã tặng rồi. Thì bây giờ bác đi gần như là thời tiết này là quá nóng, bác có qua bên em và trải nghiệm. Và bác lựa chọn vẫn là 3M các bác ạ. Đấy, lại 3M trong kính lái. Kính sườn thì bác lựa chọn kính sườn sau và hậu thì là của Neko của Hàn Quốc thôi. Nhưng mà các bác có thể thấy cái chỉ số của nó. Rồi, kính này là bên em dán xong nhé, kỹ thuật đã dán xong rồi. Đó, chỉ số này. Và riêng phim ở bên em, đấy, Akala và Auto 365 Thái Nguyên thì sẽ bảo hành phim cho bác 10 năm nha các bác nhé. Đấy, kể cả là phim cái dòng gói phổ thông. Đó. Bác nào cần tư vấn phim hoặc test phim thì các bác có thể qua Akala để trải nghiệm thực tế các bác nhé. Lại là những chiếc xe VF3 đầu tiên lăn bánh tại Thái Nguyên qua Akala Thái Nguyên độ xe đây anh em ơi. Hôm nay mình lại làm tiếp một chiếc xe VF3
Đấy, tính đến thời điểm hiện tại chiếc xe VF3 lăn bánh trên Thái Nguyên thì chắc cũng mới chỉ có vài chiếc thôi, chưa nhiều. Đó thì mình cũng rất là may mắn cơ hội được làm hai chiếc rồi. Hôm nọ một chiếc màu vàng, lần trước là mình vừa làm màu vàng ở cái video trước ấy. Còn đây hôm nay thì tiếp tục mình làm một chiếc VinFast VF3 màu xanh. Thực sự là bên ngoài rất là đẹp, rất là lực. Còn hôm nọ thì còn lên nhiều đồ, lên là một số món đồ rồi. Còn như chiếc xe này thì cũng xe anh cũng đã đi được tầm một tuần rồi nhưng anh chưa làm gì. Thì hôm nay qua bên mình tiến hành dán phim cách nhiệt cho xe. Đấy, phải nói là cái chiếc xe VF3 khi mà trong hãng xuất xưởng ra thì họ chưa có dán phim cách nhiệt. Thì nhìn vào bên trong thì nhìn nó sáng và đi nó rất là nóng. Còn sau khi mà dán xong nhìn chiếc xe nó cực kỳ lực mà cực kỳ gọi là đấy luôn, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, cực kỳ sang nhé. Dán xong cái kính đen này này nhìn nó không còn tông hống ở trong nữa, nhìn xe nó khác biệt hoàn toàn luôn. Đó đó, thì anh em nào đang sử dụng xe VF3 hoặc là chuẩn bị lấy xe VF3 quanh khu vực Thái Nguyên cần độ xe nâng cấp tư vấn về VF3 thì em mời qua Akala Thái Nguyên anh em nhá. Tiếp tục là lại là VinFast nha anh em ơi. Đây thì hôm nay trước VinFast VF6 thì có qua bên em để mà dán lại nguyên cái bộ phim cách nhiệt của chiếc xe. Thì cái này xuất xưởng từ hãng ra thì cái con này thì hai cái kính sau này, cái kính hậu nó sẽ là kính đen rồi, nhưng mà hai cái trước thì nó vẫn là kính trắng. Và chưa tất cả các xe khi mà xuất xưởng thì chưa được trang bị phim cách nhiệt, mà vào cái mùa hè nắng nóng như này thì rất là, anh em đi ngoài trời thì đúng thật ra đi mà nó nắng rất là nóng, và thứ hai điều hòa hoạt động thì hết công suất luôn mà vẫn không thấy mát. Thì anh qua ngay bên Akala bên em nhá, để trang bị ngay cho mình một bộ phim cách nhiệt để chống nóng tốt hơn. Đây, như chiếc xe VinFast này thì bên em đang dán đó là một gói phim phổ thông, gói phim của Hàn Quốc. Đấy, với cái gói phim này thì dòng 5 chỗ thì anh em mới có thể thấy là chưa đến 4 đồng anh em đã có ngay một cái bộ phim để dán cho chiếc xe này rồi, với kính lái là mã NC60 đảm bảo độ phim sáng cho anh em khi anh em quan sát. Đấy, còn kính sườn lấy xe mã NC20 gói đặc biệt của bên phim Hàn Quốc, phim Nikko nha anh em nha, với cái thời gian phim bảo hành lên đấy 10 năm cho anh em có tình trạng như bong chóc, nổ rộp này, lỗi phim này thì do nhà sản xuất này, bay màu này, thì đấy qua bên em bảo hành lại hết hoàn toàn cho anh em và dán mới lại cho anh em nhé. Nếu không phim là dán là không có cái phần là sửa chữa là được sửa được anh em nhé, nên là sau khi nếu mà có lỗi có hỏng hóc thì bên em dán mới lại hoàn toàn cho anh em. Anh em có thể thấy là trên cái tủ của em là rất là nhiều cái thương hiệu nổi tiếng như là phim của ba em này. Đấy, và bên em là có chứng nhận đại lý đang chính hãng luôn nhá. Đây các bác có thể thấy là đại lý chính hãng của ba em tại Thái Nguyên, Auto 365. Đó. Đấy, nên là các bác cứ yên tâm về chất lượng phim bên em dán cho các bác đều là hàng chính hãng hết. Đấy, còn gói phim này là gói phim của Nikko, ngoài ra em còn là đại lý của phim Kunlak nữa. Đấy, và tất cả những gói phim em dán này cho các bác đều là phim chính hãng bảo hành 10 năm cho các bác. Đấy, các bác có thể nhìn thấy là sau khi trước và sau khi dán xong, sau khi dán xong đây, hai kính sẽ cùng với tông màu nhìn rất là thể, nhìn chiếc xe ăn tổng thể nó rất là khỏe khoắn và rất là đẹp. Đấy, và hoàn toàn có thể cách được nhiệt cho các bác đi cảm giác mát hơn, dịu hơn, đảm bảo độ riêng tư. Còn các bác nào mà chưa dán phim ạ, hãy đến với AK ngay, bên em tư vấn hỗ trợ cho các bác. Cảm ơn các bác. Rồi, Xpander Cross này, xe này thì đã có dán phim từ trước rồi nha anh em nhá, nhưng mà cái thời gian là đi nó vẫn rất là nóng. Thì anh chủ đã qua quyết định và dán trang bị lại ngay cho bộ phim 3M Crystal Drive cho chiếc xe này. Đây thì kính lái với mã là CR20 đảm bảo độ riêng tư. Khi anh em nhìn cái gương này, anh em dán tông tối quá thì khi mà đi qua anh nhìn cái gương này buổi tối anh em sẽ không nhìn thấy này. Và kính lái của nó sẽ là CR60 và CR70, nếu anh em tùy vào theo anh em đi mà cái mắt anh em kém anh em có thể dán CR70, còn nếu mà ấy tốt thì anh em có thể dán CR60 để cho cái độ xuyên sáng nó thấp hơn và đảm bảo cái độ riêng tư hơn. Đấy, đấy thì cả một như cái chiếc xe như này mới có một gói phim này nó sẽ rơi vào hơn 10 triệu để cho anh em dán full một chiếc xe này và đảm bảo cho anh em là phim chính hãng bảo hành cho anh em là 10 năm anh em nhá. Đấy, mà anh em nào mà chưa dán phim cách nhiệt thì hãy đến với AK Thái Nguyên để bên em tư vấn và dán cho các bác. Bên em đầy đủ các thiết bị như máy test hồng ngoại này, đấy để cả các bác cảm nhận trước khi dán phim này và cái mã phim mà các bác đã chuẩn bị dán này. Thứ hai là có máy đo các cái chỉ số như là UV, độ xuyên sáng và độ cách nhiệt cho các bác để các bác có thể cảm nhận được. Đây một cái dòng máy như này kẹp vào này để test cho các bác trước và sau khi các bác dán phim thì nó sẽ thay đổi như thế nào. Đấy, đầy đủ các máy test như thế để cho đảm bảo cho các bác là uy tín và chất lượng. Đấy, còn các bác mà chưa dán phim nhá, hoặc là bác nào mà đang muốn dán phim cái dòng xe nào, hãy comment phía dưới bên bình luận, em sẽ tư vấn cho các bác. Cảm ơn các bác.